chương 161, đã kích. Nhìn chung quanh chung quanh, phát hiện cũng không có chính mình trong tưởng tượng ghế dựa, Thạch Vũ trực tiếp một cái hóa hư vì thật, chế tạo ra một cái ghế, sau đó trực tiếp đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, sau đó nhìn về phía cổ Hương Nhi. Nhưng là ta vốn dĩ muốn nhận phục ngươi, bất quá có việc trước rời đi, kết quả không nghĩ tới, sự tình một kiện một kiện, cuối cùng chờ ta xử lý xong thời điểm, ngươi đều rời đi kia tòa thành. Vậy ngươi hiện tại tới này làm cái gì? Thạch Vũ cũng không biết chính mình nói, đối cổ huân nhi có hay không ảnh hưởng rốt cuộc ở hắn cảm giác trung nàng thần thái không có một chút biến hóa phù hợp loại này điều kiện hoặc là chân chính làm lơ hoặc chính là đè ép xuống dưới cũng không có sinh ra một chút dao động hảo đi nếu ngươi không nghĩ nói chuyện phím ta đây cũng ra bản thân mục đích đi chúng ta các, muốn bắt đầu thống nhất đại lục cuối cùng một trận chiến như thế nào nghe xong như thế lâu rồi có hay không cái gì cảm tưởng ngươi cổ huân nhi vừa định cái gì bất quá như là nghĩ tới cái gì đình chỉ ngôn ngữ. Các chủ đại giá quan lâm, lão phu lại không có tiếp đãi thật là mười phần sai. Theo một câu Thạch Vũ nghe đặc xấu hổ nói, một trung niên nhân từ che giấu không gian đi ra, Thạch Vũ không cần xem đều biết hắn là ai, trừ bỏ cổ nguyên ở ngoài, còn có thể là ai? Cổ tộc trưởng thật là nhàn rỗi a, à, cư nhiên còn có nhàn tình đi nghe lén. Ha ha, cũng không tính cái gì thanh nhàn, đều hơn một ngàn năm, nếu còn làm không được tranh thủ lúc rảnh rỗi, chẳng phải mệt chết? Lúc sau lại nói chuyện phím vài câu sau đó không khí nháy mắt liền thay đổi không biết các chủ đột nhiên buông xuống cổ tộc có chuyện gì phải biết rằng chúng ta hai bên vị trí chính là có một chút nếu hiện tại ta nổi lên sát tâm ta tin tưởng lấy tộc của ta nội tình mặc dù là các chủ như vậy cũng nên sẽ tổn thất thảm trọng đi ha hả vậy ngươi thử xem bất quá ngươi phải nghĩ kỹ một khi thất bại gặp mặt lâm cái dạng gì đại giới kỳ thật từ nguyên tắc trung liền không khó coi ra đến bây giờ thế giới này đã là khang hiếm tài nguyên năm tinh phía trên càng là thiếu chi lại thiếu. Cũng là bởi vì này, mới có thể định chế ra, năm tinh trở lên đấu thánh không thể rời đi tộc giới. Ngươi cho rằng đây là ở hạn chế sao? Này kỳ thật là một loại bảo hộ, nói cách khác, một ít hơi chút nhược một chút che giấu gia tộc cường giả, mới vừa vừa ra đi đã bị những cái đó cường đại gia tộc trực tiếp cấp săn giết, như vậy đến lúc đó ai khóc ai cười. Cho nên, ở bọn họ điều tra ra, các có được hai vị cửu tinh đấu thánh sau, nháy mắt liền cảnh giác đi lên. Rốt cuộc có thể bám trụ cường giả, chỉ có cường giả, che giấu gia tộc danh trên mặt cửu tinh đấu thánh, nhưng chỉ có hai vị, thậm chí tám tinh đều chỉ có ba cái, thất tinh tắc càng thiếu, lên sân khấu chỉ có một hai vị. Đương nhiên trải qua nghiêm cẩn tính toán, Thạch Vũ cảm thấy, bảy tinh không có khả năng chỉ có như thế một chút, sáu tinh lên sân khấu cũng không mấy cái. Cũng chính là, che giấu gia tộc tuy rằng thổi đến ngư bức, nhưng kỳ thật đấu thánh hậu kỳ thật sự không mấy cái, tất cả đều là dựa vào đấu thánh cái này đại cảnh giới ngư bức lên. Mà hiện tại, các thống trị hết thảy, bên trong đấu thánh thật là nhiều lưu, không mấy trăm, nhưng mấy chục cái cũng là có. Rốt cuộc, các tuy rằng không có về đột phá nữa thánh thậm chí với đấu thánh tính quyết định đang dược, nhưng là một ít siêu cấp phụ trợ đạn dược vẫn là tồn tại. Mà thế giới này, che giấu mới là rất nhiều, bọn họ chẳng qua là bởi vì vật chất hoặc là một ít nguyên nhân, dẫn tới bình phàm cùng mọi người. Kỳ thật trên đại lục che giấu đấu thánh thật sự không có mấy cái, hơn nữa thống nhất chi lộ là tràn ngập chiến tranh, đấu thánh lại một bước giảm bớt. Cuối cùng tới tay, có 10 tới cái, dư lại kia hai ba cái, tất cả đều là dựa vào số đếm đôi đi lên. Cũng có thể lý giải vì, khác loại dưỡng cổ, đương nhiên cũng có thể là cái gọi là thi đua, ai đột phá, liền cho ai chỗ tốt. Kết hợp này vài giờ, Thạch Vũ là đều có tư cách, bi hiếp một cái bên ngoài thượng đệ nhất gia tộc. Trầm mặt, cổ nguyên hiển nhiên cũng biết, các hiện tại là có năng lực diệt, hắn lấy đã vì ngạo gia tộc. Hảo đi, ta thừa nhận ta không dám. Như vậy các chủ ngươi vị này tân tiến đệ nhất thế lực chủ, tới ta cái này sắp trở thành đối thủ gia tộc làm cái gì? Không có truyền trung khách sáo, lão âm bức tuy rằng thích quanh co lòng vòng, nhưng đó là đối phó so với chính mình nhược. Thu phục, sau đó lấy cổ tộc vì dẫn, cổ giới vì lao, nhất cử đem sở hữu phản kháng ta thế lực toàn bộ tiêu diệt, sau đó hoàn toàn thống nhất thế giới này. Ngươi thực hảo, nhưng ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi đâu, chúng ta cổ tộc làm trên thế giới này chủ nhân, ta vì cái gì muốn trở thành thủ hạ của ngươi đâu. Các tuy rằng cường đại, nhưng cổ tộc kỳ thật cũng không yếu, lấy ta cử tinh đấu thánh thực lực, bám trụ các ngươi bên kia một cái cửu tinh đấu thánh hơn nữa hồn đế tên kia lại kéo ra một cái đến lúc đó gặp phải dư lại những cái đó cao cấp đấu thánh ta không nghĩ ra các ngươi cắt có cái gì năng lực diệt chúng ta ngươi nữ nhi hẳn là cho ngươi quá đi ta không phải thế giới này người ở ta thế giới kia cái gọi là đấu đế đều bất quá chỉ là một con đại điểm con kiến chỉ cần ngươi thần phục với ta tương lai mà là thực trọng lớn hơn nữa liền tính ngươi liều chết phản kháng cũng không có cái gì dùng bảy cái gia tộc thêm lên đích xác lợi hại hai vị cửu tinh ba vị tám tinh, hơn nữa một ít nội tình, thậm chí còn có thể lại bộc phát ra hai cái cử tinh đấu thánh lực lượng, thậm chí càng nhiều. Nhưng trước không các ngươi, thật sự nguyện ý lấy ra nội tình, liền tính lấy ra tới, đặt ở ai nơi đó đâu. Cổ tộc sao, người khác không biết, ta nhưng rất rõ ràng đâu, hồn tộc so các ngươi mạnh hơn nhiều. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, tại đại lục này thượng lấy các bên ngoài thượng thực lực, duy nhất diệt không lưu một cái gia tộc, chính là hồn tộc. Lại một lần bình tĩnh xuống dưới, khắp không gian không có một tia thanh âm, cổ nguyên đang suy nghĩ chuyện gì, cổ huân nhi ở mộng bức, cũng có thể là giật mình đi. Đến nỗi thạch vũ, hắn đang ở đắc ý đâu. Từ cổ nguyên nguyên tác trung biểu hiện. Liền không khó coi ra, kia kỳ thật là cái lão âm bức, hoặc là ở mỗi một cái thế giới, trừ bỏ kia thế giới vai chính ngoại, không sai biệt lắm đều là lão âm bức, thậm chí có chút vai chính đều là. Loại người này, ở cùng cảnh giới trung, hoặc là cùng thứ nội, thật sự phi thường khó đối phó, mặc kệ ngươi như thế nào ra chiêu, hắn đều có biện pháp hóa giải. Nhưng là, một khi ngươi so với hắn cường, liền hảo lộng. Đem ác chủ bài hướng trên mặt hắn vung, lão âm bức tính cách, sẽ nháy mắt phân tích ra hai bên chênh lệch, sau đó tiện đà suy tính nên như thế nào làm. Nếu, chênh lệch thật sự quá lớn, như vậy cử tộc đầu hàng, này khả năng tính phi thường đại. Đến đổi đấu phá nguyên tắc như thế nào không có biểu hiện điểm này, còn không phải hồn điện, hoặc là hồn tộc quá tuyệt, trực tiếp diệt tộc. Đây chính là chân chính nghịch lân, ai xúc ai chết, cho nên nguyên tắc trung kết quả. Kỳ thật là thực bình thường. Ai? nhìn dáng vẻ là ta nhìn hồn, đế, cũng coi kinh hồn tộc. Vốn dĩ ta cho rằng, hồn tộc khả năng sẽ so với chúng ta cổ tộc cường một chút, nhưng cũng không nên sẽ có bản chất chênh lệch. Bất quá nghe các chủ nói, hồn điện bên kia là tồn tại đệ hai danh chính tinh đấu thánh sao. Ngươi phản ứng thật là nhanh, hai gã chính tinh, hơn nữa bọn họ nội tình, cũng có thể lâm thời chế tạo ra một cái. Bất quá ta các cũng không phải là chỉ có hai cái chính tinh, quá hư cổ long nhất tộc hoàng giả, chính là ta các người. Hơn nữa, tọa trấn các vị nào, cũng không phải là chính tinh, mà là nửa đế. Ngươi hẳn là biết trong đó trên lệch đi. Long Hoàng, nửa đế, thì ra là thế. Gia tộc bọn ta, nhìn dáng vẻ là thật sự hữu bại. Nghe đến mấy cái này từng bước từng bước, đều so với chính mình lấy làm tự hào gia tộc cường, của nguyên giờ khắc này, nhớ tới trước kia thạch vũ quá nói. Có lẽ bọn họ cổ tộc, thật sự tị thế lâu lắm. Chương 162, Gia nhập. Ha hả, đại nhân ngươi thật đúng là lợi hại, dăm ba câu, liền đem chúng ta cổ tộc lộ cấp quyết định. Lúc này đây Thạch Vũ cũng không có chờ bao lâu, cũng liền một hai phút, liền nghe được cổ nguyên hồi đáp, tương đối trực tiếp, đều trực tiếp kêu lão đại. Ha ha, ngươi cũng không cần để ý, các quản lý, ngươi cũng nên biết, ta không phải cái loại này để ý quyền lực người. Cho nên, ngươi này đây toàn bộ gia tộc gia nhập, quyền lực cũng không sẽ biến mất, chỉ là bên ngoài thượng nhiều một cái lão đại mà thôi. Lần sau nghĩ tới cái gì, Thạch Vũ lời nói vừa chuyển. Sai rồi, hẳn là vài cái, mấy chục cái, bởi vì trung tâm quản lý tầng đám kia người là đại biểu ta ý chí, cũng sẽ đã chịu ta chuyên chúc bồi dưỡng, trưởng thành thực mau. Ta tin tưởng không dùng được bao lâu, ngươi hẳn là liền so bất quá đi, đến lúc đó, các nàng thành lão đại của ngươi, hẳn là không có cái gì ý kiến đi. Thì ra là thế, ta cái kia kêu hoàng tuyền ngọc nữ nhân, như thế nào tăng lên như vậy mau, ngắn ngủn mười mấy năm, ngay cả nhảy hai tinh, đạt tới chính tinh đấu thánh. Cổ nguyên nhẹ nhàng tự nói một câu, sau đó như là nghĩ tới cái gì, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn ngoan nữ nhi, sau đó lại nhìn thoáng qua thạch vũ nháy mắt trong đầu một cái ý tưởng như măng mọc sau mưa toát ra đầu đại nhân ta nghe nữ từng ngôn ngươi từng mời quá nàng gia nhập ngươi thế lực không biết là thật là giả nếu như hắn lão âm bức giống nhau cổ nguyên thực mau liền tự mình định nghĩa hảo chính mình vị trí thạch vũ tuy rằng không thích đem đầu óc dùng đến những cái đó mưu kế mặt trên bất quá trước kia đọc lại làm hắn não động cực đại thả kiến thức rất nhiều cổ nguyên nói mới vừa xong hắn liền biết bên trong ẩn tàng rồi cái gì bất quá vừa lúc cùng hắn mục đích trùng hợp tự nhiên yêu cầu phối hợp phối hợp đúng rồi bất quá lệnh thiên kim khả năng lúc ấy đối ta không quá hiểu biết cho nên lời nói dịu dàng cự tuyệt lúc này đây tới cổ tộc ta vừa lúc còn tưởng thử lại một lần cũng không biết ta có hay không cái này may mắn tuy rằng biết làm như vậy mang dối trá bất quá hảo chơi đâu lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể ngạnh tới hơn nữa dù vậy cổ nguyên đều sẽ không cái gì thậm chí cổ huân nhi đều sẽ không cự tuyệt ngươi cho rằng trung những cái đó nữ chính vì cái gì ở biết được chính mình có vị hôn phu thời điểm sẽ chạy nhưng mà bị bắt lấy lúc sau hoặc là bị nhìn đến lúc sau chỉ biết thành thành thật thật trở về ngươi cho rằng nơi này như thế đơn giản sao lần đầu tiên chạy kỳ thật cũng không có cái gì tuy rằng sẽ làm hai bên quan hệ trở nên ác liệt nhưng cũng không sẽ chân chính có thực chất tính biến hóa liền có điểm như là cái gọi là vô tri giả vô tội giống nhau để hai thứ liền không giống nhau nếu xuất hiện lân hai thứ vậy sẽ bùng nổ chân chính chiến tranh này có thể là thể diện chi tranh cũng chính là cái gọi là tri pháp phạm pháp mà nhà gái trong tình huống bình thường tới đều là nhược thế phương là tồn tại bị nhà trai tiêu diệt khả năng ha hả một khi đã như vậy kia lão phu liền mang vũ đáp ứng rồi đại tha yêu cầu cổ nguyên xong quay đầu đối một bên cổ huân nhi nói huân nhi đối với vi phụ an bài ngươi không phản đối đi toàn nghe phụ thân làm chủ trải qua như thế một hồi thạch vũ đều cảm thấy quá dị sự tình lúc sau không khí cũng đi lên cổ nguyên cùng thạch vũ hàng huyên vài câu như thế nào chuẩn bị lúc sau, liền phi thường có ánh mắt rời đi. Hoàn toàn chỉ còn hai người lúc sau, Thạch Vũ cũng bắt đầu làm càng, các loại miệng tiện nghi, đương nhiên cũng giới hạn là miệng ba hoa. Không tiếp tục đi xuống là có nguyên nhân, là câu nói kia, mình lâu lắm, yêu cầu chậm rãi chơi, cho nên không tất cấp gáp. Hơn nửa hàng năm thấy hắn biết, loại này nữ chính loại hình rất lớn, có thể là phi thường phi thường phi thường phi thường mang thù. Làm cái tương tự, người ở hắn không tình nguyện dưới tình huống được đến nàng, nàng khả năng sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời thường suy nghiến răng cái loại này nhớ kỹ. Đương nhiên người đi trước thân, lại đi tâm lưu, như nguyên tắc trung Medusa như vậy, chẳng phải là dị thường sao. Này liền đề cập tới rồi che giấu tính cách, tinh loại này bề ngoài ôn nhu, nội tâm cao lãnh người, trong tình huống bình thường, chỉ có trước hòa tan nàng nội tâm, mới có thể được đến nàng thân. Cường tới, khả năng tính rất thấp, hơn nữa rất lớn khả năng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lại hàng huyên một chút, đem không khí câu lên sau, thạch vũ thực ra nam xoay người liền đi rồi. Đương nhiên, trước khi đi, quản lý viên quyền hạn vẫn là cho nàng, cũng mang thêm một câu. Bên trong người, đều là các chân chính quản lý giả, ngươi hẳn là biết nên như thế nào chơi đi. Ta liền không lung tung giáo ngươi. Đại gia tộc sinh ra, mặc kệ có hay không dùng, đều sẽ học một chút, mà trong đó nhân tế kết giao linh tinh, chiếm so thực trọng. Trước cuộc cái gọi là cân bằng chi đạo, ngự hạ chi đạo linh tinh, là rất quan trọng. Mà trong đó, cùng một ít tiềm lực cổ, thực lực cổ mượn sức quan hệ, đây là rất cần thiết, tự nhiên là ở học tập bên trong mà ở nguyên tắc chung sở dĩ giống như không có biểu hiện ra cái này kia bất quá là bởi vì ngươi căn bản không có nhìn ra đến đây đi thạch vũ rời đi không bao lâu cổ nguyên lại một lần đi tới nơi này cũng cùng cổ huân nhi nói chuyện với nhau một ít lông gà vỏ tỏi sự liền hoàn toàn rời đi lúc này đây chính là lấy toàn bộ cổ tộc làm cục tự nhiên đến đem các mặt đều nghĩ đến hắn sở dĩ còn đi hắn nữ nhi nơi đó một chuyến bất quá là muốn nghe được một chút quan hệ đến cái gì địa phương mà trở về lúc sau hắn sắc mặt mang theo tươi cười thực hiển nhiên hắn biết được tin tức tốt vẫn là câu nói kia các quản lý thật sự thực rời rạc trừ bỏ một ít tuyệt đối không thể mạo phạm quy tắc cơ bản vô quy tắc mà này gián điệp đi vào tự nhiên như cá gặp nước các cơ bản bị này đang gián điệp thấp toản không nếu là bình thường thế lực gặp được loại sự tình này cơ bản xong rồi nhưng các lại bất đồng càng là hiểu biết liền càng là vô ngữ bởi vì sở hữu thế lực đều để ý đệ một điều trung thành là cách nhất không thèm để ý từ ban đầu liền đem một ít khuôn sáo cấp xóa bỏ, sau đó đem một ít lợi kỹ điều dung viết đi lên. Kỳ thật chính là liệt một cái đối lập, tỉ như thế lực khác đãi ngộ như thế nào, nơi này như thế nào, mặt khác yêu cầu cái gì yêu cầu. Nơi này yêu cầu cái gì yêu cầu. Dù sao các loại đối lập xuống dưới, thật nhiều gián điệp linh tinh, cơ bản đều đãi ở chỗ này, chưa từng có trở về quá. Mà những cái đó tử sĩ, tuy rằng không có bị ăn mòn, nhưng cũng một chút tác dụng cũng chưa ăn. Bởi vì nội gian chân chính khủng bố, chính là đánh cấp tin tức, kích động quần chúng phản loạn linh tinh. Mà Thạch Vũ ở các thành lập chi sơ, cũng đã lên tiếng, mọi người đều là tư tưởng ích kỷ giả, liền không cần thiết những cái đó. Cho nên ở các phát triển gián điệp thật sự rất khó, bởi vì bản thân đãi ngộ liền rất hảo, hơn nữa trải qua Thạch Vũ tẩy não, bọn họ cơ bản sẽ không bị cái gọi là nhiệt huyết khẩu hiệu cấp hướng hôn đầu. Cho nên muốn muốn suối dục bọn họ, tự nhiên yêu cầu càng nhiều tài nguyên. Đã có thể như ban đầu như vậy, các bản thân liền được xưng không kém tài nguyên, cho nên tài nguyên tự nhiên nhưng đến nhiều, cơ bản là thế lực khác vài lần thậm chí với mười mấy lần. Cho nên, mặc dù là che giấu gia tộc, cũng nhiều nhất suối dục mấy cái đấu tôn, một khi tới rồi nửa thánh, thậm chí với đấu thánh. Mặc dù là bọn họ, cũng chống đỡ không được mấy cái, hơn nữa, còn có tộc nhân bên trong phản ứng. Rốt cuộc không ai là ngốc tử, chính mình một cái trong tộc người, mới được đến một phần tài nguyên, kết quả một ngoại nhân, lại là chính mình vài lần, ai không giận phát hướng quan. Hơn nữa, đã chịu tư tưởng ích kỷ huân đào, các rất nhiều người đều trực tiếp ăn hai tay, cũng chính là không duyên cớ được che giấu gia tộc hảo, lại không làm hắn công đạo sự. Chương 163, Thao tác Đây là minh bạch trong đó đạo lý, cổ nguyên mới cao hứng, rốt cuộc kia chính là chân chính quản lý giả. Nếu đối phương đều lấy ra thành ý, hắn tự nhiên cũng không phải một cái do dự người. Do dự một chút lúc sau, hắn đem hắn kia nhất phái cao tầng kêu lại đây. Một cái thất tinh mang đội, hơn 10 vị đấu thánh đi tới hắn riêng phân phó địa phương. Lại bị cổ nguyên báo cho sự tình ngọn nguồn lúc sau, trường hợp nháy mắt liền ồ lên. Bất quá vẫn là câu nói kia, không ai là ngốc tử, tự nhiên minh bạch trong đó lợi và hại, hơn nữa lão đại đều quy phục, làm đệ còn có thể như thế nào. Liền tính mọi người đều thương nghị hảo, vị kia thất tinh lên tiếng, mà vị nào, đó là cổ tộc tiếng tâm lừng lẫy cổ tộc tam tiên chi nhất, cổ đạo. Tộc trưởng, không biết trưởng lão phái nên như thế nào xử lý, trung lập phái lại nên như thế nào xử lý. Một cái gia tộc, chỉ cần không phải ban đầu sáng lập gia tộc kia một đoạn thời gian, tất cả mọi người chỉ có sáng lập gia tộc này một mục tiêu. Ở thời gian ăn mòn hạ, mặc kệ cỡ nào đoàn kết gia tộc, chung quy sẽ sinh ra ngăn cách, phân liệt cùng với đảng phái. Cổ tộc đã truyền thừa mười mấy vạn năm, mà đấu thánh, trong tình huống bình thường đều có thể sống cái mấy ngàn tuổi. Có này hai điểm, lại ngư bức, đều sẽ phân liệt. Đương nhiên hồn tộc cũng không ngoại lệ, nhưng cũng có khả năng không phải, rốt cuộc không có tế viết quá, hoàn toàn lên sân khấu khi, cũng đã bị giết tộc. Nhưng từ hư vô nuốt viêm cùng hồn đế quan hệ, liền có thể biết, trong đó có bao nhiêu đại miêu nị. Mà cổ tộc, Tổng cộng có tam đại phe phái, cường đại nhất tộc trưởng phái, lấy Cổ Nguyên Tầm đầu, yếu nhất trưởng lão phái, lấy một vị thất tinh thánh giả tầm đầu, hơn nữa nhân Hắc Yên Vương quật khởi mà quật khởi trung lập phái. Trong đó, trưởng lão phái thật sự không tính cái gì, không có mặt khác những cái đó trong gia tộc Ngưu bất thường, nếu Cổ Nguyên tưởng, một dây liền có thể giải quyết bọn họ. Bất quá loại này hao tổn máy móc, sẽ hạ thấp cổ tộc thực lực, hơn nữa cạnh tranh mới có sức sống, đây mới là trưởng lão phái vẫn luôn trường tồn đến nay nguyên nhân. Nhưng hiện tại lại không giống nhau biết có thể đột phá càng cao cảnh giới hắn nhưng không cho rằng chính mình sẽ quải rớt hơn nữa đầu nhập vào người lúc sau liền tốt nhất không cần như vậy hỗn loạn bằng không cùng với thế lực cạnh tranh thời điểm bị kéo sau lưng đó là thực bực bội minh bạch điểm này cổ nguyên đã quyết định trưởng lão phái dù sao đã hủ bại vậy đưa bọn họ mộ địa đi hủ bại đi mà trung lập phái cổ nguyên có nắm chắc đem bọn họ kéo vào trong đó rốt cuộc tộc trưởng đương như thế nhiều năm cũng không phải bạch đương đến đổi vì cái gì không đồng nhất nói giải quyết nguyên nhân cũng liền không giải thích đi, bảo trì chiến lực, bảo trì thực lực. Lúc sau, cổ nguyên lại mời Hắc Yên Vương tiến hành thương nghị. Tuy rằng, hai người sinh ra nhất định mâu thuẫn, bất quá cuối cùng, bọn họ vẫn là đạt thành ăn ý, đưa trưởng lão phái thượng. Cứ như vậy, ở trưởng lão phái biết cũng không biết dưới tình huống, bọn họ đã bị người bán sạch sẽ. Thực mau, thứ nhất tin tức, truyền khắp toàn bộ che giấu gia tộc. Bên ngoài thường, cổ nguyên tỏ vẻ, hắn nữ nhi phú cực cao, là cổ tộc ngàn năm không gặp kỳ tài, hiện tại hắn nghĩ đến sắc khoe khoang làm cho bọn họ tới xem lễ, mà ngầm tắt tỏ vẻ bọn họ phát hiện các vị thường hành động, cảm thấy bọn họ có khả năng sẽ nhân cơ hội công kích bọn họ một hai cái gia tộc, trừ bỏ có thể diệt diệt bọn họ uy phong ngoại, cũng có thể từ chỉnh thể thượng giảm bớt thực lực của bọn họ. cho nên các ngươi đều nên tới ta nơi này thương lượng thương lượng nên như thế nào làm, tốt nhất đem tất cả mọi người mang lên, bằng không hắn sấn ngươi đại bộ đội rời đi, trực tiếp diệt nơi ở của ngươi. tuy rằng những cái đó được đến tin tức các tộc trưởng. Cảm thấy cái này tin tức có điểm kỳ quái, nhưng bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng bắt không được nơi nào kỳ quái, ngược lại càng muốn cảm thấy tin tức này càng tốt, người chính là cái gọi là như thế nào đều tìm không thấy khuyết điểm. Cuối cùng lại trải qua tinh vi phân tích lợi và hại sau, đại gia vui sướng tỏ vẻ, đi thôi đi thôi, dù sao bọn họ có siêu đại hình không gian trang bị, trực tiếp đem gia sản toàn bộ mang đi. Tuy rằng bọn họ sinh hoạt thế giới này, cũng như cổ thực trân quý, bất quá kỳ thật cũng liền như vậy, chính bọn họ đều có thể chậm rãi sáng lập một cái hơn nữa, thế giới này là phi thường cứng rắn, trong tình huống bình thường rất khó phá hư, cho nên đối với những cái đó chân chính thế lực lớn tới, không có gì trọng dụng, chẳng qua là dùng để biểu hiện chính mình cao nhân nhất đẳng. Cho nên ném liền ném đi. Nếu không có việc gì nói, trở về nhặt lên tới là được, bọn họ còn không tin, trừ bỏ che giấu gia tộc, ai dám chiếm bọn họ địa bàn. Mà ở bọn họ hành động khi, cổ tộc bên này tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, rốt cuộc dựa theo Thạch Vũ yêu cầu, đây chính là muốn vây khốn cửu tinh đấu thánh nhà giam cũng không phải là nhẹ nhàng là có thể làm được cho nên cổ nguyên rất lớn khí dùng lân chứa chính là nguyên tắc chung hồn đế thành đế khi cổ nguyên dùng để ngăn cản hắn cái kia đồ vật tuy rằng bị hồn đế một kích liền cấp lộng không có nhưng này kỳ thật là tương đối rốt cuộc kia chính là đấu đế cùng đấu thánh có bản chất trên lệch trải qua thạch vũ suy tính cái loại này nội tình đại khái là nửa đế cấp bậc nói cách khác cổ nguyên cũng ngượng ngùng lấy ra tới tuy rằng đối với loại này dùng một lần thiếu một lần nội tình Cổ Nguyên rất là quý trọng, nhưng hắn cũng minh bạch trong đó lợi và hại. Một khi thành công, chính hắn chính là đấu đế, đến lúc đó còn để ý thí nội tình, chính hắn là được. Đồng dạng, Thạch Vũ trở lại các lúc sau, cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Đây cũng là vì cái gì? Cổ Nguyên lá thư kia, hiệu quả như vậy đại nguyên nhân. Những cái đó tộc trưởng được đến tin tức trước tiên, liền liên hệ các trung ám tay. Tuy rằng các rất khó đại quy mô phát triển nội gian, nhưng duy trì một hai cái, đối với che giấu gia tộc tới vẫn là rất đơn giản. Mà Thạch Vũ điều binh khiển tướng, tự nhiên cũng vào bọn họ mắt, cho nên bọn họ lập tức từ tâm, mang theo gia sản liền chạy, liền gia đều từ bỏ. Lúc này đây, Thạch Vũ quyết định, toàn bộ đều đi, rốt cuộc đây là cuối cùng một trận chiến, cũng là nhất thảm thiết một trận chiến, làm một ít còn yếu kiến thức kiến thức, mở rộng tầm mắt, đương nhiên bảo hộ bọn họ này đang nhược kê trách nhiệm, liền rơi xuống Thạch Vũ trên đầu. Lúc này đây, hắn là thật sự sẽ không động thủ, ba cái cửu tinh, một cái nửa đế, lại còn có có nơi sân ưu thế. Thạch Vũ cảm thấy nếu bộ dáng này đều thua lưu lời nói, kia còn chơi cái rắm phát triển, trực tiếp đương độc hành hiệp tính. Mà khoảng cách kế hoạch bắt đầu, còn có thời gian nhất định, Thạch Vũ tự nhiên sẽ không lãng phí, hiện tại hắn phải làm một cái thực nghiệm, hoặc là hoàn thành một cái thực nghiệm. Rốt cuộc, đã có hoàn chỉnh ý nghĩ, loại sự tình này thực nhẹ nhàng, không giống những cái đó hoàn toàn không manh mối, như thế nào tưởng đều không nghĩ ra được. Tựa như cái gọi là vận triều lưu, Thạch Vũ, cần phải làm là, đem hắn giả thiết đám kia quản lý viên, cùng các liên hệ lên, đạt tới nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Thạch Vũ sở dĩ có thể nghĩ đến này, kỳ thật cùng hắn một cái tân phát hiện có quan hệ, như cũ là hắn nhất coi trọng liên hệ. Kỳ thật nghĩ lại, liên hệ kỳ thật là một cái rất lớn khái niệm, bên trong phân rất nhiều loại. Đương nhiên lớn nhất hai loại, chính là bị động cùng chủ động. Mà bị động trung, kỳ thật cũng phân rất nhiều loại, nơi này liền không tế. Chương 164, Mai Phục Chủ động liên hệ, thạch vũ kỳ thật vẫn luôn không có vận dụng quá vài lần nhưng mỗi một lần hiệu quả đều thực kinh người cho nên đối với nó tình huống tự nhiên càng thêm để ý rốt cuộc hắn so với bị động thật sự muốn hảo quá nhiều mà ở hắn đột phá kia một khắc liền nghĩ kỹ bọn họ chân chính quan hệ tựa như thạch vũ đã từng quá hắn chính là bất diệt vật chất lúc sau hắn lại lật đổ cái này pháp tỏ vẻ bất diệt vật chất là hắn nhưng là lại một lần tự hỏi lúc sau hắn mới hiểu được này hai cái pháp đều thực chính xác hoặc là bọn họ vốn dĩ chính là một cái ý tứ. Giống như là căn cứ vòng tròn đại có thể phán đoán ra ai là chủ động phương, nhưng là căn cứ vô hạn tương đương vô hạn. Cho nên, vòng tròn đại cũng không thể làm tính, bọn họ chỉ có thể xem như một loại ngoại tại biểu hiện. Nhưng trong đó có một chút, đó chính là diễn sinh khái niệm sẽ bị nguyên thủy khái niệm hoàn chỉnh cắn nuốt, cho nên sẽ đến ra một cái vô hạn thêm một như cũ tương đương vô hạn. Không tật xấu, đó là hợp lý, nhưng này đó đều là bị động liên hệ, đều là đoạt lấy phương làm đối phương biến thành chính mình này cùng chủ động liên hệ hai bên dung hợp vì một hoặc là nhất thể hai mặt là có bản chất khác nhau nhưng bọn hắn biểu hiện phương thức hoặc là có một ít hình dung kỳ thật thực, thực tương tự nhưng bị động cuối cùng chung cực trạng thái là một cái là bị hoàn toàn cắn nuốt hóa thành diễn sinh khái niệm mà chủ động liên hệ cuối cùng trạng thái lại là chúng ta đem một cái vô hạn coi như một cái hoàn chỉnh nửa vòng tròn một cái khác vô hạn cũng là cùng cái này nửa vòng tròn cung cấp nửa vòng tròn cuối cùng này hai cái nửa vòng tròn dung hợp vì một, hóa thành một cái chân chính vô khuyết viên, làm được chân chính nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Dựa vào nguyên lý này, Thạch Vũ, thực mau liền hoàn thành kế hoạch của chính mình, làm đám kia các mỹ nữ, cùng các hoàn toàn liên hệ lên. Đương nhiên, vừa rồi Pháp, cũng chỉ là một người nắm giữ một trăm, mà nơi này tự nhiên không ngừng một người, cho nên khống chế quyền biến thấp. Đến nỗi ngươi, vì cái gì có thể căn cứ, vô hạn tương đương vô hạn, đem tất cả mọi người biến thành một trăm nơi này kỳ thật liền đề cập tới rồi hai người là hoàn toàn cùng cấp, tự nhiên một nửa chính là một nửa, này cũng không phải vô hạn thêm một cái số thực, hoặc là thêm một cái bước đầu lượng biến đổi. Liền tương đương với vô hạn mặc kệ thêm nhiều ít, chỉ cần là cái số thực, đều là vô hạn, thả vô hạn, mặc kệ là nhiều ít phần có vô hạn, trừ bỏ vô hạn ở ngoài, đều là tương đương vô hạn, giống như 12, vô hạn như cũ tương đương vô hạn. Nhưng là vô hạn phần tử vô hạn liền không được, bởi vì hai cái lượng biến đổi, thành tương đối đại lượng không đổi, cho nên vô pháp tiếp tục biến đi xuống. Thời gian quá thật sự mau, nhắn lên, liền đi tới kế hoạch kia một cái thời gian điểm. Trong lúc, Thạch Vũ cũng không có nhàn rỗi, cũng không có làm cái gì chính sự, một chữ, chơi. Đương nhiên, cũng có thể là cùng tím nghiên kéo lôi kéo quan hệ, rốt cuộc, 10 năm không gặp, cơ sở cảm tình lại không cao, hiện tại, đều mau trở thành người xa lạ. Kết quả cũng thực khả quan, 10 năm trước tuy rằng không nhận được trong tay, nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì người tốt, thích làm tốt sự không lưu danh. Mới vừa vừa tiếp xúc nàng, Thạch Vũ liền cùng nàng quá, chính mình đối nàng lão ba, lão nương, có ân cứu mạng. Hơn nữa cũng cùng hắn đoán không sai biệt lắm, ngay lúc đó hắn tuy rằng ân như thế nào tới đâu, rất hận cha mẹ, làm cho bọn họ vứt bỏ chính mình, đi luôn, vô âm ảnh. Bất quá không được đến tân ái, ở vào vô ý thức trạng thái nàng, thực mau đã bị hắn lão nương lôi trở lại quỷ đạo. Mà cùng lúc đó, hắn đối Thạch Vũ tự nhiên có một phần trước hảo cảm. Bất quá sự cách lâu lắm, loại này hảo cảm giảm xuống, nhưng là có cái này đấy, trướng đến cũng là phi thường mau. Thực mau bọn họ quan hệ liền luyện đi lên, tuy rằng không có nguyên tắc chung như vậy thân, bất quá cũng, không sai biệt lắm có một nửa. Đương Thạch Vũ dẫn theo các thủ hạ, đi vào cổ giới bên cạnh khi, liền nhìn đến cổ nguyên đoàn người, tiến đến nghênh đón. Hai bên cao tầng chào hỏi một chút sau, liền sôi nổi bắt đầu đánh giá đối phương. Cổ tộc trưởng, có bao nhiêu người tỏ vẻ muốn tới, có chuẩn xác số liệu sao? Tuy rằng rất muốn hàng huyên vài câu, nhưng Thạch Vũ thật sự nhịn không được, nóng lòng về nhà biết không? Liễu thần, ký thác hắn người đối diện tưởng niệm, tựa như phía trước sở, nếu không phải lo lắng cho mình loạn nhập, dẫn tới cốt truyện hỗn loạn, Thạch Vũ nhưng không nghĩ rời đi. Đương nhiên, hắn đối với hiện tại kết quả này, vẫn là rất vừa lòng, rốt cuộc nếu muốn hỗn xuất đầu, rời đi gia này không phải thường thức sao? Tuy rằng, hắn rất muốn dựa vào gia che chở tới đạt tới này hết thảy, bất quá biết cốt truyện hắn, chính là biết, vị kia hắn cho rằng gia, trong lòng chấp niệm còn không có hoàn thành, là không có khả năng chân chính an tâm làm gia bên kia đang chuẩn bị cọ sát vài câu hỏi thăm hỏi thăm thạch vũ khẩu phong sau đó mới bắt đầu hội báo số liệu kết quả không nghĩ tới thạch vũ không phải hắn trong tưởng tượng cái loại này hoặc là hắn theo bản năng đem thạch vũ cho rằng là chính mình người như vậy đâu thực mau lại một lần xác định lúc sau cổ nguyên tỏ vẻ chính mình đã thăm dò rõ ràng vị này đại tha tính cách nhưng là lại giống như không có gì dùng trong đó tuy rằng có rất nhiều có thể lợi dụng điều kiện nhưng một khi lợi dụng trong đó điều kiện, liền sẽ xúc phạm trong đó cấm kỵ. Đơn giản điểm tới, ngươi có thể gian lận, nhưng gian lận trái pháp luật, cho nên ngươi làm tệ, là trái pháp luật. Đại bộ phận đều tỏ vẻ sẽ phái người tiến đến, nhưng bọn họ rất nhiều, đều không muốn phái ra chân chính tinh anh cùng nội tình, thậm chí lôi viêm hai tộc tất yếu, chỉ cần tộc trưởng tới rồi là được. Tương phản, hồn tộc tắc hồi âm tỏ vẻ, lúc này đây, bọn họ sẽ khuynh tẩn toàn lực. Ha ha, giống như ai không biết, hồn đế tên kia, đánh chính là cái gì mưu ma trước quỷ giống nhau. Ai, là ta tưởng quá tốt đẹp, này đàn lão Đông Tây, thật là rượu ngon không ha ha phạt rượu, nếu bọn họ không có vận khí, cũng chỉ có bị đào thải. Thạch Vũ làm bộ thực bi thiện, lấy một loại, sự không liên quan mình, cao cao treo lên ngữ khí, ra loại này hận này không tranh lời nói. Đại nhân thật đối, là bọn họ vận khí không tốt, thượng cho bọn họ một lần cơ hội, chính mình lại không quý trọng, này quái được ai đâu. Tuy rằng cổ nguyên đương tộc trưởng đã lâu, đều mau đã quên nên như thế nào khen tha nhưng là e quy rất cao hắn thổi phòng vẫn là sẽ bất quá có thể là thật sự lâu lắm không làm loại sự tình này dẫn tới hắn lực độ đại linh chẳng những người chung quanh nghe được xấu hổ thạch vũ cũng cảm thấy mang ngượng ngùng Trước cuộc bên này chính là có thật nhiều cùng hắn quan hệ cực hảo người mà bị các nàng nhìn đến hiện tại chính mình luôn là có một loại khó chịu cảm giác liêu đến không sai biệt lắm thạch vũ cũng không có tiếp tục ngốc tại nơi này hứng thú bất quá lúc này đây hắn mang nhân số quá nhiều cũng không hảo toàn bộ đều dũng mãnh vào cổ giới, cho nên một cái đặt chân nơi không thể thiếu. Bất quá còn tốt là, bọn họ cũng không phải là phàm nhân, tuy rằng không có một niệm thế giới thăng, một niệm thế giới diệt, bất quá sáng tạo ra, một cái lâm thời thế giới, vẫn là nhẹ nhàng. 7. Tám vị cao giai đấu thánh ra tay, thực mau, một cái không yếu cổ giới thế giới, sáng tạo ra tới. Bất quá vẫn là câu nói kia, không có nội tình, hơn nữa đây là lâm thời, mới có thể đủ sáng tạo ra như thế đại. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có một tăng giá cả đế quốc như vậy đại, nếu lúc sau còn tưởng tiếp tục mở rộng nói, cũng chỉ có chậm rãi tăng lên. Đương nhiên thế giới hoàn thành lúc sau, này còn gần chỉ là đệ một bước, rốt cuộc, không có người là ngốc tử, nhìn đến cổ giới bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái không thể so hắn thế giới, khẳng định sẽ tràn ngập nghi hoặc, tiến tới bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Cuối cùng chỉ cần không phải cái ngốc tử, đều sẽ minh bạch bên trong có mai phục. Cho nên, nhất định lượng che giấu, là không chạy thoát được đâu. Chương 165, Lên trời xuống đất che giấu cũng rất đơn giản, nếu đem 3 dê thế giới kéo thành một cái hai dê mặt bằng, sau đó hoành họa một cái tuyến, tất cả mọi người sinh hoạt tại đây một cái tuyến thường, mà cường đại người, tắt có thể thượng xuống đất. Nơi này mà, cũng không phải chỉ cái loại này bùng đất linh tinh mà, mà là chỉ trở lên tương đối, lẻn vào không gian mà, mà thượng xuống đất, bình thường tới, thượng cũng không phải chỉ bay lên đi, ở không thượng ngao du linh tinh, mà là chỉ đình, giới, 36 trọng, xuống đất còn lại là chỉ 18 tầng địa ngục, chỉ đều là không gian nội. Nếu đem 18 tầng không gian bộ đi vào nói, giống nhau che giấu gia tộc thế giới, đều ở 2 3 tầng tả hữu, mà những cái đó hơi chút cường đại một chút, đại khái là ở 5 6 tầng, Long đảo cũng là cái dạng này. Mà hồn tộc hồn giới, tác bị hư vô nuốt viêm cấp nuốt, trở thành di động thành lũy, có thể nơi nơi chạy loạn, quân sự giá trị cực đại. Trước cuộc liền cùng Long đảo không sai biệt lắm, mặt khác thế giới muốn ổn định, nhất định phải đem chính mình vị trí cắm vào càng sâu tầng không gian, mà như vậy, ở không gian chi trong nước, liền tương đương với là tòa đảo mà hồn tộc liền có thể đương hải tặc tiến hành cướp bóc cho nên muốn che giấu cần thiết đến thâm nhưng là quá sâu nói căn bản dắt không được rốt cuộc tuy rằng đem cái này hình dung thành hải nhưng hắn càng như là đảo lại hải định vị tử chẳng những muốn đi xuống kéo dài còn muốn hướng lên trên kéo dài mới có thể đạt tới tương đối bình tĩnh cho nên mặt trên cần thiết có một người nắm nói cách khác phía dưới hắn vị trí đích xác không nhúc nhích mặt trên vị trí lại động liền cùng khối ru biết không sai biệt lắm muốn làm ba cái ô vuông nhan sắc biến thành tương đồng, ngươi nhất định phải muốn động hai cái, rốt cuộc, ổn định xuống dưới lúc sau, nó liền sẽ không động, nhưng mặt trên sẽ động A. Cuối cùng, thực bất đắc dĩ, thạch vũ thành cái này dắt cẩu người, ở tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới, pháp lực hoặc là tu vi ở trình độ nhất định thường có thể đổi vì chất lượng. Nhưng là muốn dắt như thế đại thế giới, ít nhất yêu cầu một cái cao giai đấu thánh không có lúc nào là sử dụng lực lượng của chính mình tới duy trì loại này giả dối chất lượng. Nhưng như vậy, lại sẽ hao hết một cái đấu thánh toàn bộ tâm thần, trở thành một cái chân chính công cụ người. Mà hiện tại chính là chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, tuy rằng đối với Thạch Vũ tới chỉ là chơi đùa, nhưng đối với những người khác tới, lại không phải như vậy. Tự nhiên, Thạch Vũ chỉ phải chính mình ra ngựa, tới lưng đeo khởi này trầm trọng trách nhiệm, thật sự thực trọng, người bình thường tới tính, đều tương đương với cổng lên một con con kiến, quá nặng. Mà hiện trường mọi người, ở nhìn đến khi, Vũ làm như vậy khổng lồ một cái thế giới miêu sau, cư nhiên đánh rắm không có. Nháy mắt, tất cả mọi người dùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía hắn rốt cuộc thạch vũ cách làm tuy rằng cao cấp nhưng là thế giới này cũng phát triển như thế lâu phương pháp này bọn họ cũng là chơi qua chẳng qua ở thiếu chút nữa chơi hỏng mất mấy cái đấu thánh lúc sau cái này ý tưởng đã bị bọn họ ném đến kho hàng ăn hôi như thế nào trọng sao ta nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không nặng có thể cho ta thử xem sao lúc này y tiên đột nhiên chạy ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử nói tuy rằng cái này thực nghiệm ở đấu thánh trình tự từng có nghe đồn nhưng kia đều là phía trước sự, các thống nhất lúc sau, cơ bản liền không tồn tại này đó. Rốt cuộc mấy thứ này, ra tới cũng không có gì dùng a. À. Mà Y Tiên đám người, tự nhiên không biết, lại nhìn đến Thạch Vũ vẻ mặt nhẹ nhàng biểu hiện sau, tự nhiên có một chút tò mò, muốn chính mình thử xem xem. "Hảo đi, cho ngươi chơi chơi." Tuy rằng biết nàng sẽ có hại, nhưng Thạch Vũ cảm thấy, nàng hẳn là ăn mệt chút, rốt cuộc hắn còn ở nơi này, có thể bổ cứu. Bằng không chờ nào, hắn đi các thế giới khác lạm thời điểm. Nàng không chuẩn cũng chạy tới lãng, cuối cùng phiên thuyền, vậy phiền toái. Tuy rằng biết trong đó biến hóa, nhưng Thạch Vũ lại không có nói tỉnh y tiên, trước khi thi triển đấu khí, ổn định chính mình thân mình. Mà tình huống cũng thực phù hợp hiện thực logic, ở y tiên tiếp nhận kia cổ lôi kéo lực lúc sau, nháy mắt, nàng liền giống như một sợi tung bay tơ liễu, trực tiếp bị lôi đi hảo xa. Ở mấy chục km ngoại, nàng đấu khí mới chút nàng ổn định thân thể, nhưng như cũ như là ổn không được giống nhau, bị lôi kéo một hai dặm. Mà cũng là trong nháy mắt này, những cái đó bị Thạch Vũ đưa đến thế giới thủ hạ nhóm, cảm giác này mà nhoáng lên. Mà thế giới thấp hơn đấu tông, nháy mắt quay bảy tám vạn ngã vào lâm thượng, tuy rằng này vẫn là khá tốt, nhiều nhất quan ngã một chút, tương đối nghiêm trọng cũng chính là cái vết thương nhẹ. Mà những cái đó đấu tông mới là chân chính xui xẻo, câu khó nghe điểm, đấu vương đấu hoàng phi, đều là ở thường quy ý nghĩa hạ, dẫn lực lôi kéo hoạt động. Đơn giản điểm tới, như cũ về dẫn lực quản. Nhưng đấu tông trở lên lại không giống nhau, hắn cái loại này phi, là thoát ly dẫn lực trói buộc nếu ở hiện thực vũ trụ trung xuất hiện, rất lớn khả năng, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị, thái dương cấp trực tiếp ném phi. Đương nhiên cũng không phải cái loại này dẫn lực thức ném phi, mà là thái dương ở phía trước phi, hắn tự mình đứng ở tại chỗ cái loại này ném phi, cũng chính là không cần lưu ý tứ. Mà bọn họ hiện tại, liền gặp vấn đề này, nhưng là cùng địa cầu bất đồng chính là, thế giới này là có giới vách tường. Này liền tương đương với một trương, đi ngược dòng chặn lại võng, có thể ngăn trở từ thượng du lao xuống tới cá. Chẳng qua này cá thay đổi, biến thành một cái cá nhân, mà này trương võng, cũng là từ võng biến thành một trương tường. Bất quá hiệu quả đều không sai biệt lắm, chỉ không đánh lên thương tổn càng ngưu bức mà thôi. Cũng may chính là, đấu tông lại như thế nào không luyện, như cũ sẽ không như vậy, lập tức liền chụp đã chết, bất quá dưỡng cái mấy tháng thương, là như thế nào đều không chạy thoát được đâu. Cũng may chính là, đấu tôn đã chịu ảnh hưởng rất ít, mà vừa vặn, lần này chiến tranh, thấp nhất pháo hôi cũng là đấu tôn, mà này, cũng là thạch vũ đuổi lạm nguyên nhân. Mà ở mặt trên những cái đó chân chính ngưu bức nhân vật, cũng chính là không có tiến vào thế giới kia một đám đấu thánh cường giả, ở nhìn đến y tiên bị kéo phi trong nháy mắt kia, phân phân liền thi triển không gian chi lực theo đi lên. Bất quá nhìn đến thạch vũ cũng không có ra tay hỗ trợ, bọn họ cũng không hảo ra tay, rốt cuộc lão đại không có động thủ, một cái lão nhị liền hành động, ngươi đây là mấy cái ý thức A. Bất quá thực đáng tiếc, này tìm quy tắc đối thạch vũ trong tay kia một đám đứng đầu nhân vật, không có gì trứng dùng. Bất quá bọn họ đại bộ phận đều không có cái kia trợ giúp y tiên năng lực, tự nhiên mà vậy, ánh mắt liền nhìn về phía Thạch Vũ. Tuy rằng rất muốn tiếp tục huấn luyện huấn luyện, bất quá ở cảm nhận được phía sau những cái đó trong ánh mắt, tràn ngập kỳ quái ý vị, hắn biết, không thể lại trầm mặt. Tiếp nhận y tiên trên người sức kéo, Thạch Vũ đánh mất dễ cợt vài câu ý tưởng, rốt cuộc tinh tế nghĩ đến, làm như vậy hắn biết xác mang không phúc hậu. Hơn nữa hắn cảm giác, chính mình làm một kiện sai sự, tình huống cũng không ra hắn sở liệu, hắn rõ ràng thấy, y tiên trong ánh mắt, đối hắn không có chút nào cảm kích, ngược lại tràn ngập nổi giận. Thẹn thùng xấu hổ, phẫn nộ giận. Đến nỗi thẹn thùng cái gì, liền không cần sáng tỏ đi, dù sao loại cảm giác này, ở Nam Tha cảm giác trung, chính là xấu hổ. Mà phẫn nộ là đối ai phẫn nộ, Thạch Vũ cũng không hảo danh ngôn. Có hoàn thiện lý luận tri thức hắn, lập tức liền biết, hiện tại nên bổ cứu. Là ta sai, ta đối với ngươi quan tâm hẳn là nhiều một ít. Trải qua Thạch Vũ một trận trộn đổi khái niệm, y tiên bị lừa dối, liền đông nam tây bắc đều phân không rõ. Lúc sau liền không có cái gì thú vị nhạt đệm, bình bình đạm đạm nhật tử quá thật sự mau. Chương 166, bại lộ. Nay là không giống nhau, chẳng những sinh hoạt ở cổ giới nội cư dân biết, tới làm khách thuận tiện thương lượng đối sách, mặt khác năm tộc người cũng biết, thậm chí liền giấu ở cổ giới ở ngoài hồn tộc người cũng biết. Không sai, hồn tộc đã tới, tuy rằng bọn họ che giấu thực hảo, bất quá, nơi đó đã sớm bị thạch vũ ném xuống bất diệt vật chất dùng cho theo dõi. Bọn họ đang đợi một cái thời gian, chờ một cái thích hợp vào bàn thời gian, mà xem qua nguyên tắc hắn, tự nhiên biết hồn tộc có cái gì tính toán. Chẳng qua làm hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ lúc này đây lá gan như thế đại, cư nhiên muốn trực tiếp một bước đúng chỗ. Hơn nữa cũng không biết là xui xẻo, vẫn là bọn họ vận khí tốt, tiêu viêm cư nhiên tới. Tuy rằng có hắn nhúng tay, đã không có diệt tộc chi thù, nhưng là lại có nhục nhã chi hận, cho nên hắn tu luyện, ngược lại sau nguyên tắc càng thêm khắc khổ. Tuy rằng không có cổ huân nhi quan hệ, nhưng là hắn làm tiêu huyền sau tha thân phận, lúc này đây ngược lại đã chịu càng thêm tôn quý đãi ngộ đương nhiên chân chính nguyên nhân rốt cuộc là kia một thân phận vẫn là trong tay hắn kia một khối ngọc điểm này thạch vũ tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm cũng tưởng không rõ mà căn cứ thạch vũ quan sát hồn tộc rất lớn khả năng cũng nhắm vào đến nỗi vì cái gì hồn phong những cái đó hồn tộc tin anh con cháu đã bắt đầu tiếp xúc hắn bất quá nhìn dáng vẻ quan hệ không chuẩn bị cho tốt rốt cuộc vai chính là một loại phi thường ngạo khí sinh vật khả năng ngươi gần chỉ là dùng uy áp chấn một chút hắn mặt sau hắn đều sẽ báo trở về. Mười tinh tuyệt phẩm huyết mạch. Sở hữu cổ tộc người, trận mắt há hốc mồm nhìn kia nói xong thẳng tế kim hoàng sắc cục sáng. Có thể là phát hiện dị thường đi, lúc này đây, kết thúc thực mau, tuy rằng như cũ vì cổ huân nhi là tuyệt phẩm huyết mạch mà cảm thấy hưng phấn, nhưng thực tự giác, bọn họ rời đi. Mà trước tiên biết tin tức cổ huân nhi, cũng ở nàng cảm giác được không sai biệt lắm thời điểm, rời đi nơi này. Vừa rồi còn biển người tấp nập, có vẻ náo nhiệt vô cùng một cái tập hội nơi, nháy mắt liền trống trải xuống dưới như là giả thiết hảo, không gian nổi lên gợn sóng, một đám lại một đám người, đi tới nơi này, chẳng qua cùng phía trước không giống nhau chính là, bọn họ toàn bộ đều ở không thượng đối cầm. Bất quá đại thể chia làm hai cái trận doanh, một cái chính là lấy cổ nguyên cầm đầu cổ tộc, đương nhiên trong đó vẫn là tồn tại một ít hai mắt mê mang lão giả. Bất quá có thể là cảm nhận được trong sân không khí, bọn họ cũng không có hướng cổ nguyên lên tiếng, bất quá từ bọn họ kia vẫn đục, nhưng lại phím ánh sao trong ánh mắt, lại không khó coi ra, bọn họ thật sự thật mê mang mà một bên khác, còn lại là lấy hai người cầm đầu, chống đỡ đến từ cổ nguyên áp lực, có thể là vô dụng tâm đi, bọn họ cư nhiên thật sự chặn. Đương nhiên này một phương tuy rằng thuộc về một phương, bất quá rồi lại chia làm rất nhiều cổ, càng đến mặt sau, nhân số càng nhiều, mà tương phản, đứng ở phía trước ngăn cản uy coi hai người, mặt sau chỉ theo hai ba cá nhân. Cổ tộc trưởng, đi. Ngươi triệu tập ta chờ, rốt cuộc có tính toán gì không? Lời nói chính là bên trái người kia, có thể là hắn tính tình có điểm hướng đi, nói tựa như rống giống nhau, đinh tai nhức óc. Lôi tộc trưởng tưởng đi đâu vậy, ta triệu tập nhi mà, vì chính là đối kháng các xâm lấn. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được sao, các chính là ngo ngoe rụt trịch, hơi không chú ý, ở đây mổ vị tộc trưởng, khả năng liền không còn nữa. Các bất quá là cái vừa mới sáng lập thế lực thôi, tuy rằng hiện tại có vẻ cường thế, bất quá chung quy sẽ hạ màn, mà ta dược tộc, đã sừng sững ở thế giới này, mười mấy vạn năm, ta sẽ sợ nó. Nói tiếp cũng không phải hai người chi nhất, mà là một cái lạc hậu bọn họ nữa cái thân thể người, từ trạm vị liền biết, hắn tự nhận là muốn so trước hai người nhược một chút. Bất quá từ hắn thân thể cùng lạc hậu hắn vài cái thân mình, mặt sau hai vị khoảng cách, liền có thể nhìn ra, hắn kiêu ngạo, tự cho là đúng. Bất quá đối với hắn nói, quả nhiên cũng liền ha hả hai tiếng, sau đó cũng không có tiếp tục hàng huyên. Thạch Vũ cũng không phải là cái loại này thích che giấu hết thảy người, ở hắn xem ra, chỉ có chân chính biết, mới có thể đạt tới nguy hiểm, cho nên trừ bỏ một ít ác chủ bài ở ngoài, có thể lượng đều có thể lượng ra tới, ở không phá giải ngươi minh bài phía trước, bọn họ là không dám thử tự nhiên đối với cổ nguyên cái này thủ hạ thạch vũ cũng là đem chính mình được đến tin tức nói cho hắn đương nhiên hắn cũng đem hồn tộc kế hoạch ra tới chính cái gọi là luyến tiết hài tử bộ không được lan cho nên từ vừa rồi đến bây giờ cổ nguyên tỏ vẻ chính mình vừa rồi vẫn luôn ở diễn kịch đương nhiên linh hồn cảm giác là thiếu không liêu rốt cuộc như thế nào cũng đến dự phòng một chút đi cũng đúng là như thế ở hồn đế đi ra hồn giới kia một khắc hắn liền cảm nhận được cái này lão bằng hữu hơi thở Bất quá, hắn vẫn là dựa theo kế hoạch, coi như không thấy được, rốt cuộc rút dây động rừng đã có thể không hảo. Mà ở hồn đế chính thức tiến vào cổ giới kia một khắc, cổ nguyên thực xứng chức tiến vào hình thức, làm bộ vẻ mặt giật mình nhìn phía không, cũng tùy theo xứng với một câu. Hồn đế, ngươi cũng tới sao, kia vừa lúc chúng ta cùng nhau thương lượng đi. Vừa rồi ta còn lo lắng, ta một cái nhưng không có biện pháp bám trụ hai cái, bất quá ở nhìn đến ngươi đã đến rồi, ta liền an tâm rồi. Ha ha, thú vị, thật là thú vị, bổn tọa như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá chính là liệu cái thiện thời gian, cư nhiên liền có thế lực bò tới rồi chúng ta phía trước. Vậy ngươi cũng cho rằng bọn họ là nguy hiểm, như vậy vừa lúc, chúng ta bảy gia liên thủ, vừa lúc nhất cử diệt nó, đến lúc đó toàn bộ thế giới lại về tới chúng ta trong tay. Liền ở hồn đế còn tưởng cái gì thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên có một người, cũng trực tiếp truyền âm, nói cho hắn, cổ ngọc đã tới tay. Hơn nữa là dùng một lần, hoàng hoàng chỉnh chỉnh tới tay. Cùng lúc đó, cổ nguyên phía sau, cũng xuất hiện một người lão giả hướng cổ nguyên truyền âm, đem nội dung đúng là cổ ngọc bị trộm. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, thậm chí này bản thân chính là thả ra đi mồi, nhưng nên trang như cũ đến trang. Hồn đế, ngươi cư nhiên nhân cơ hội trộm ngọc, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, muốn cùng chúng ta cổ tộc quyết liệt sao? Cổ Nguyên, ngươi lời này là cái gì ý tứ, chẳng lẽ ta hồn tộc sẽ sợ ngươi sao? Không khí lại một lần thăng cấp, mà bên cạnh đám kia người đang chuẩn bị ăn dưa xem diễn, kết quả sôi nổi thu được chính mình trong tộc truyền đến tin tức cho nhau nhìn nhau một chút, lôi tộc tộc trưởng lại một lần lên tiếng. Hồn tộc, ngươi trong nháy mắt đắc tội chúng ta mọi người, là tưởng bị giết sao? Không sai, hồn đế, ngươi cư nhiên ở chúng ta sáu tộc tập hợp ở bên nhau thời điểm, đắc tội chúng ta, là thật sự tưởng bị diệt tộc sao? Làm một cái sống hơn một ngàn năm người, cổ nguyên vẫn là thực sẽ điều động không khí. Ha ha, diệt ta hồn tộc, các ngươi còn không có tư cách này. Theo hồn đế nói rơi xuống, đi theo ở hắn phía sau người, đều đứng dậy. Hai cái chính tinh, bốn cái tám tinh cùng với bảy tám cái bảy tinh đấu thánh uy áp toàn bộ phóng thích nháy mắt liền đem sáu tộc liên minh bên này cất đè ép đi xuống hút này như thế nào khả năng đến hút một ngụm khí lạnh vẫn luôn không thế nào lời nói viêm tộc tộc trưởng để một thứ mở ra ngọc khẩu Trốt cuộc này thật sự có điểm dọa người phải biết rằng bọn họ sáu tộc hiện tại sở hữu chiến lực thêm lên đều đua bất quá hồn tộc đây là cái gì khái niệm tuy rằng bọn họ hang ổ nội còn ẩn tàng rồi một chút nhân thủ nhưng chân chính cao tầng đều tới mà cao tầng sau bất quá, tầng dưới chót rất khó lượng biến sinh ra biến chất, cũng chính là, mặc dù bọn họ sáu tộc thêm ở bên nhau, rất lớn khả năng cũng sẽ bị hồn tộc tiêu diệt. Chương 167, nội tình. Đồng dạng, đối với hồn tộc bại lộ ra tới sàn xe, Cổ Nguyên cũng rất là giật mình, bất quá cũng chỉ thế mà thôi thôi. Như là nghĩ tới cái gì, hắn trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, sau đó làm bộ bình thường phát triển giống nhau, trực tiếp đối với phía sau người hét lớn một tiếng. Không phải sợ, đây là ta cổ giới, là ta cổ tộc địa bàn. Hùng tộc này nhóm người, còn nghịch không được. Nội tình, ra. Theo Cổ Nguyên nói, cổ giới này rộng lớn không gian thường, lan tràn ra kỳ quái dao động. Theo sát dao động xuất hiện, một cổ lại một cổ kim hoàng sắc năng lượng lưu, hướng Cổ Nguyên thân thể bay đi. Theo năng lượng nhập thể, Cổ Nguyên uy thế một tăng lại tăng, theo sau như là đã xảy ra biến chất, nháy mắt liền nghiền áp hùng tộc mọi người. Cổ Nguyên, ngươi cư nhiên trực tiếp vận dụng tộc khí, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ cổ toàn từ đây suy nhược đi xuống sao? Theo hồn đế nói ở đây một ít, làm không rõ ràng lắm đây là cái gì tình huống người, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó dùng không dám đến tinh ánh mắt nhìn cổ nguyên. Tộc khí là cái gì, đó là đấu đế lưu lại bảo hộ tộc tha lực lượng, là chân chính dùng một chút thiếu một chút, trong tình huống bình thường, chỉ có diệt tộc là lúc, mới có thể vận dụng chân chính bảo mệnh ác chủ bài. Ha ha, một khi làm ngươi rời đi, đã gom đủ sở hữu cổ ngọc ngươi, rất lớn khả năng sẽ đột phá đấu đế, đến lúc đó, này nội tình mặc dù dùng, rất lớn khả năng cũng chưa dùng hiện tại, đúng là sử dụng nó tốt nhất thời khắc. Trốn đi, ở ta tiêu hao của lực lượng này phía trước, không biết ngươi có thể hay không chạy thoát. Theo cổ nguyên cố tình điểm ra, tại đây mọi người, sắc mặt đều thay đổi, phía trước bọn họ còn không có phản ứng lại đây, hồn tộc, đã gom đủ sở hữu cổ ngọc, như vậy đột phá đấu đế cơ duyên, hồn đế cơ bản đã tới tay, hiện tại không ngăn cản hắn, chờ về sau, cũng chỉ có hủy diệt. Cổ nguyên giờ phút này là nửa đế cảnh giới, ở hắn ra tay kia một khắc, mà vì này tạc nứt, mà thân là hắn đối địch phương, hồn đế thực lực tự nhiên cũng không yếu bất quá thực đáng tiếc hắn đấu kỹ ở tiếp xúc đến cổ nguyên kia một khắc trực tiếp bị cổ nguyên đánh hỏng mất cảm nhận được nguy cơ hồn đế vội vàng phòng thủ bất quá thời gian chung quy quá ngắn một kích trực tiếp đến phi ngàn vạn dặm hồn đế mới miễn cưỡng duy trì thân thể bất quá phun một búng máu đây là không chạy thoát được đâu nhìn cổ nguyên đứng ở tại chỗ cũng không có liên tục công kích hồn đế tuy rằng còn không có nghĩ kỹ đây là cái gì tình huống bất quá hắn lại biết đây là một cơ hội nhưng liền ở hắn chuẩn bị xé mở không gian chạy trốn khi, một cổ đến từ bản năng nguy hiểm cảm ứng nhắc nhở hắn. Vội vàng tránh ra, sau đó hắn liền nhìn đến, chính mình vừa rồi trạm cái kia vị trí không gian, đã giống như một khối rách nát pha lê. Không cần tưởng đều biết, đây là ai ra tay, giờ phút này hắn trong lòng bực bội, vốn là tới trang bức, kết quả không nghĩ tới, chính mình cái này lão bằng hữu cư nhiên như thế tàn nhẫn, trực tiếp vừa lên tới liền khai đại. Thường, hắn đã biết, giờ phút này không thể chạy trốn, nói cách khác, rất lớn khả năng sẽ bởi vì phân tâm linh tinh, vứt bỏ tánh mạng. Cho nên hắn hiện tại chỉ có một đối sách, đó chính là kéo, kéo dài tới cổ nguyên nội tình, hoàn toàn tiêu hao quá. Hơn nữa, nhưng không ngừng cổ tộc có nội tình, hắn hồn tộc, nhưng không yếu cổ tộc. Hơn nữa, nghĩ đến đây, hồn đế nhìn thoáng qua hư vô nuốt viêm, sau đó vừa đến thần thức truyền âm. Mà bên kia, bị cổ một nguyên tùy tay đánh bay hư vô nuốt viêm như là nghe được cái gì. Sau đó như là ước định tốt, hai người không hẹn mà cùng, đồng thời công hướng về phía cổ nguyên. Mà cổ nguyên, tự nhiên cũng không dám coi, tuy rằng hắn hiện tại có nửa đế thực lực, nhưng đánh bại bọn họ hai người rất đơn giản, nhưng muốn giết chết, vẫn là có điểm khó khăn. Tới với, vẫn là chỉ một dưới tình huống, hai người liên thủ, này khó khăn thành bao nhiêu lần bạo tăng. Liền ở cổ nguyên đấu kỹ, đã đánh đi ra ngoài, mà mặt khác một bên, hai người cũng nhanh chóng tới gần, đồng thời, cũng là trưng bày kinh động mà đấu kỹ. Liền ở cái này thế kỷ va chạm sắp hoàn thành kia một khắc, hư vô nuốt viêm thân thể, trực tiếp hóa thành một cổ năng lượng sau đó nháy mắt dũng mãnh vào hồn đế trong cơ thể cùng vừa rồi tình huống không sai biệt lắm hồn đế tu vi cũng nháy mắt bạo tăng này uy thế không kém gì hiện tại cổ nguyên thậm chí còn mạnh hơn một ít biến hóa này chẳng những cổ nguyên không thấy hiểu ngay cả phía dưới đã đánh lên tới một đám người cũng sửng sốt một chút sau đó tiếp tục công kích khi chẳng những tốc độ chậm thật nhiều liền chiêu thức cũng trở nên càng cường đại hơn nhìn chằm chằm hồn đế cổ nguyên nghi hoặc hỏi hồn đế Ngươi đây là cái gì tình huống? Ha hả? Tuy rằng thế giới này không có ha hả văn hóa, bất quá trong đó ý tứ, không cần biết, đây là hoàn toàn bằng cảm giác. Cổ nguyên tự nhiên cảm nhận được, này hai chữ bên trong, có chứa cái loại này nồng đậm kinh thường phúc. Tuy rằng không biết ngươi làm cái gì quỷ, bất quá ngươi cái dạng này cũng nên duy trì không được bao lâu đi. Nhưng ít nhất so ngươi lâu. Có thể là chiến lược lại một lần cân bằng đi, hồn đế lại khôi phục, tự nhiên mà vậy cao lãnh ngạo. Mà cổ nguyên cũng không phản bác, cũng không có tiếp tục chiến đấu, ngược lại như là lão hữu liêu hỏi. Đây là ngươi tự tin sao? Nga, ngươi lời này cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ác chủ bài sao? Cũng không thể quái hồn đế tò mò, hắn từ cổ nguyên trên người, nhìn đến chỉ có bình tĩnh, tuy rằng hiện tại cũng nên là bình tĩnh, nhưng hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta không có gì ác chủ bài, cũng không có gì ý tứ, chủ yếu chính là, ta nghĩ kỹ kia một câu. Như cũ bình tĩnh, cổ nguyên trên người kia thao uy thế cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, Giờ phút này hắn không có chút nào muốn chiến đấu bộ dáng. Cái gì lời nói? Đối với cái này cổ quái tình huống, hồn đế rất muốn hỏi, này rốt cuộc là cái gì tình huống, bất quá tự giữ bức cách hắn, cũng không có đánh gãy cổ nguyên nói. Lúc ấy có người đối ta, các bên ngoài thượng thế lực, duy nhất việc không lưu chính là hồn tộc. Lúc ấy ta còn tò mò, hồn trong tộc rốt cuộc cất giấu cái gì, mà hiện tại, ta cuối cùng thấy được. Tộc trưởng, ngươi chính là như thế nào một chuyện. Cổ Nguyên, ngươi ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà vừa rồi vốn dĩ cũng đã ở giả đánh người, tắt hoàn toàn dừng lại tay, hai bên không hẹn mà cùng, toàn bộ đều nhìn về phía cổ nguyên. Mà trong đó, phản ánh nhất kịch liệt, lại là cổ trong tộc bộ một ít người. Thậm chí, bọn họ trực tiếp phát ly cổ tộc trạm vị, cùng mặt khác tất cả mọi người giống nhau, xem tướng cổ nguyên, hy vọng được đến một cái hồi đáp. Không có người là ngốc tử, cổ nguyên cũng không có khả năng tùy ý mà nhắc tới các, mà một khi nhắc tới, trong đó liên hệ tất nhiên tồn tại. Ha <laughs> ha, các ngươi không phải đoán được sao? Sống học sống dùng, cổ nguyên trực tiếp đem vừa rồi kia lệnh chính mình khó chịu ha hả, cấp ha hả đi ra ngoài. Cổ nguyên, ngươi cùng các hợp tác, tự nhiên không cùng chúng ta trưởng lão các một tiếng, ngươi là không nghĩ đương tộc trưởng sao? Ở ha hả, mới ra không lâu, vừa đến tràn ngập phẫn nộ lời nói liền truyền ra tới. Mà lời nói đúng là, vừa rồi từ cổ tộc phân liệt đi ra ngoài, kia một đám người trung một cái, lão giả bộ dáng người. Mà hắn, đúng là cổ tộc trưởng lão các đại trưởng lão, cũng là trưởng lão cắt đẩy ra dẫn đầu người. Chẳng qua hiện tại cái này dẫn đầu người thực phẫn nộ, từ hắn đối cổ nguyên lời nói ngữ khí, cùng với thẳng hô cổ nguyên tên họ, liền có thể đã nhìn ra. Chương 168, Tập kích Đại trưởng lão, ngươi như thế nào có thể như thế đâu, chúng ta cổ tộc nhưng không có cùng các liên hợp. Mà là ta dẫn dắt cổ tộc, hoàn toàn đầu phục các. Nga, vậy là tốt rồi. Từ từ, ngươi chính là cái gì? Nghe xong nửa câu đầu, cổ tộc đại trưởng lão mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau khi nghe được tới giống như còn có một chút cái gì, kết quả hắn không có chú ý, hoặc là hắn không dám chân chính chú ý, chỉ hy vọng không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Nhưng mà hiện thực thực tàn khốc, đặc biệt là cái loại này đối chính mình bất lợi tin tức, trên cơ bản 10 cái có 9 cái đều là chuẩn, còn có một cái là mã hậu pháo. Khoảng thời gian trước, các các chủ đi vào cổ giới, cùng ta nói rõ lợi và hại lúc sau, liền mời ta gia nhập các. Mà trải qua ta tự hỏi, phát hiện lựa chọn rất ít, hơn nữa chỉ có một tốt nhất, tuy rằng không hề là lão đại nhưng ta lại thấy được càng cao cảnh giới bóng dáng. Đến nơi đây, cổ nguyên nhìn về phía chung quanh mọi người, cũng đối bọn họ nói. Như thế nào, hiện tại gia nhập các, chính là có rất nhiều chỗ tốt. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, liền ta đều cho rằng gia nhập các là tốt, các ngươi nên minh bạch bên trong có bao nhiêu hảo đi. Thế giới này không có cái gọi là ái quốc tình kết, thậm chí quốc gia căn bản phát triển không đứng dậy, mà gia tộc bản thân cũng bất hòa thế lực khởi xung đột, tựa như đang tháp cùng đang tháp năm đại gia tộc. Cho nên, ở thế lực chung là có được tẩm bổ gia tộc thổ nhưỡng, mà cũng không có tuyệt đối mâu thuẫn. Trước cuộc này cùng thế lực cùng thâu không giống nhau, nó sẽ không chân chính đem ngươi đánh tan, sau đó một lần nữa lắp ráp, nó là trực tiếp một nguồn nuốt. Không thể không, cổ nguyên chiêu thức ấy kỳ thật rất ngư bức, không có ngư bức đạo lý lớn, có chỉ có về chính mình ít lợi. Đến nỗi cái gọi là che giấu gia tộc ngạo khí, liền che giấu gia tộc danh trên mặt lão đại, thần phục nhân gia, ngươi liền tự mình lão đại đều đánh không thắng, còn muốn đánh thắng đại ca đại, sợ là còn chưa ngủ đi. Mà đúng lúc này, hồn đế sấn sở hữu tha lực chú ý đều không có ở trên người hắn, trực tiếp liền tưởng xé mở không gian, sau đó thoát đi nơi này. Tuy rằng như vậy sẽ tổn thất thảm trọng, nhưng là hắn đã biết, đây là một cái bẫy, thậm chí liền cổ nguyên bùng nổ, đều là vì kích thích hắn vận dụng nội tình. Mà hiện tại, hàng huyên như thế lâu, hắn có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể ẩn chứa cái loại này nổ mạnh lực lượng, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu hiện tại không chạy, chính mình rất lớn khả năng sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này nhưng mà phía trước liền quá cái này không gian vách tường ở cổ tộc viễn cổ đấu đế lực lượng hạ đã tăng mạnh mặc dù hiện tại hồn tranh cũng có nửa đế thực lực nhưng lập tức cũng không có hoàn toàn đã thông này không gian đường hầm mà đúng là này chậm trễ này trong nháy mắt đoạn tuyệt hắn chạy trốn hy vọng cổ giới là cổ nguyên sân nhà ở hồn đế chạy trốn tiếp theo nháy mắt quả nhiên liền phát hiện hắn động tác cũng tiến hành ngăn cản mà này trong nháy mắt vừa lúc cũng là hồn đế trì hoãn trong nháy mắt kia hai người vừa tiếp xúc liền giống như truyền trung chủng mão kết cấu giống nhau hoàn toàn gắt gao liên hệ ở cùng nhau rốt cuộc vô pháp chia lìa cổ nguyên cần thiết vì các như thế hy sinh sao ngươi hẳn là biết một khi ta minh bạch chính mình trốn không thoát ở ta điên cuồng trả thù hạ mặc dù là ngươi bất tử cũng đến trọng thương trả giá như thế thảm trọng đại giới ngươi cho rằng đáng giá sao ha hả thật tốt bất quá đáng tiếc a à. ngươi tầm mắt chung quy quá thấp đối với hồn đế ngôn ngữ cổ nguyên một chữ cũng chưa nghe tại đây chờ cảnh giới giao chiến, tin tưởng đừng tha lời nói, chính là hoài nghi chính mình tín niệm. Liền chính mình đều không tin chính mình, còn như thế nào tiếp tục chơi đi xuống. Mà hồn đế cũng là đồng dạng, đối với cổ nguyên chính là cái gì, hắn cũng một chữ cũng chưa nghe. Cứ như vậy, hai người tới một hồi khác loại, ông nói gà bà nói việc. Cứ như vậy, hai người ở phía trên đánh băng đất nứt, mà dư lại người, tắt đương nổi lên ăn dư quần chúng. Chủ yếu là cổ nguyên nói thật sự rất có lực ảnh hưởng, đầu tiên hắn làm trên thế giới này đứng đầu cường giả, thoại bản tới liền tự mang bút, hơn nữa lúc này đây nói, càng là kinh động mà, tự nhiên trấn một đám người, không biết cho nên. Mà hồn tộc bên kia tắt càng đơn giản, bọn họ cái này chủng tộc, từ nguyên tắc trung liền không khó coi ra, là một cái tàn nhẫn, ích kỷ chủng tộc. Chẳng qua có hồn đế ở mặt trên trấn áp, hơn nữa hư vô nuốt viêm tồn tại, mới đem bọn họ ngưng tụ ở cùng nhau. Mà hiện tại, này hai cái đứng đầu đại lão đều ở chiến đấu, đã không có hai vị này áp chế, bọn họ nội tâm trở nên nóng lòng muốn thử lên. Đơn điểm tới, chính là tìm đường chết chi hồn thức tỉnh rồi. Đến nỗi trở lên một chút cao cấp chiến lực, là bọn họ cũng đều biết, chính mình là hư vô nuốt viêm chế tạo ra tới lâm thời, hoặc là vĩnh cửu chiến lực, dù sao không bị đưa người xem là được. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn sống a. À. Hư vô nuốt viêm lưu tại bọn họ thân thể cấm chế, bọn họ chính là đều biết đến, chẳng qua là làm bộ không biết thôi. Mà hiện tại, một cái đại cơ hội bãi ở chính mình trước mặt, một cái so với chính mình hiện tại thế lực cường, đại ngộ hảo, thả, không thế nào quản sự thế lực mời chính mình gia nhập. Chỉ cần không phải cái ngốc tử, đều biết nên như thế nào lựa chọn. Tuy rằng hiện tại còn không có minh xác cho thấy, nhưng đều đến này, chờ lát nữa sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần ngẫm lại đều đã biết. Rốt cuộc hạt trai chi tranh, ngư ông đắc lợi loại sự tình này, bọn họ cũng không phải đệ một thứ ngồi, tự nhiên biết lưu trình. Hơn nữa lúc này đây cũng không phải là hạt trai chi tranh như vậy đơn giản, mà là một cái thủ hạ là có thể cùng ngươi đánh thành bình, huống chi mặt khác đâu. Liền ở sở hữu tha đầu óc, đều ở nhanh chóng tự hỏi thời điểm, mặt trên giao chiến hai người, có minh xác biến hóa. Cổ Nguyên bị một trương chụp xuống dưới, mà thấy như vậy một màn mọi người, sửng sốt một chút, rốt cuộc vừa rồi không phải đánh hảo hảo sao, như thế nào trong nháy mắt liền phân thắng bại. Bất quá chú ý vừa thấy, bọn họ mới phát hiện Cổ Nguyên trên người, dẫn ra ngoài kia một cổ hơi thở đã biến mất. Nháy mắt, sự tình ngọn nguồn liền ra tới, ở giao chiến kia một khắc, Cổ Nguyên chiến lực đột nhiên sụp, sau đó trực tiếp ở vào đỉnh hồn đế, một chưởng liền đánh xuống dưới mà mọi người ở đây tự hỏi khi, nhìn chính mình hoàn thành hành động vĩ đại, hồn đế vừa định cười to hai tiếng, lấy tỏ vẻ chính mình vui sướng. Sau đó đem ánh mắt chuyển tới phía dưới, theo hắn lực chú ý hoàn toàn dời đi, lại nhìn đến phía dưới kia một màn sau, vừa rồi còn vui sướng cảm xúc nháy mắt liền bạo nộ rồi. Phía dưới đây là cái gì quỷ tình huống, hắn gần chỉ dùng trong nháy mắt, liền suy nghĩ cẩn thận, chính mình mang ra tới của cải, bọn họ không muốn cùng chính mình chơi. Bất quá bất đắc dĩ, tuy rằng rất muốn lúc này thọc chết chúng nó, nhưng hắn lại biết, chính mình đến nhanh lên đi rồi bằng không khả năng đi đều đi không xong lại một lần xé rách không gian không có người ngăn cản tốc độ thực mau mấy cái hô hấp gian này lâm thời thông đạo liền hoàn toàn mở ra không chút suy nghĩ hồn đế trực tiếp liền chui đi ra ngoài liền ở hắn hô hấp đến tự do không khí tiếp theo nháy mắt liền trực tiếp bị đã nhìn đã lâu diễn đang chuẩn bị tự mình kết cục thạch vũ cấp một chân đạp trở về thạch vũ hiện tại thực lực thật sự rất khó dùng người bình thường tới họa ngang bằng nhưng như phía trước sở đá chết mấy cái đấu đế vẫn là có thể làm được. Cho nên, chính diện tiếp theo thạch vũ này một chân hồn đế, trực tiếp bị đánh đến một phân thành hai, đương nhiên là hắn cùng hư vô nuốt viêm, cũng không phải chân chính hai nữa. Chương 169, kết thúc. Câu thật sự, thạch vũ hiện tại rất xấu hổ, cổ giới phát sinh hết thảy, hắn tự nhiên xem ở trong mắt. Dựa theo bình thường phát triển, hai bên đánh một chút, tiêu hao tiêu hao thực lực, chính là hắn cắt lên sân khấu thời điểm. Nhưng cổ nguyên quá trâu bò, nói mấy câu liền đem đại gia lực chú ý cấp dời đi rốt cuộc kia một câu có thể hấp dẫn hắn chỗ tốt nơi này chỗ tốt rốt cuộc có bao nhiêu đại thật sự thực làm ở đây mọi người tò mò rốt cuộc câu khó nghe điểm cổ nguyên thật sự cái gì cũng không thiếu cho nên duy nhất có thể hấp dẫn hắn đó là càng cao cảnh giới mà ở tràng mọi người không đều sống mấy ngàn năm mấy trăm năm vẫn phải có suy nghĩ đến cái này khả năng lúc sau tâm tư đều sinh động rốt cuộc câu khó nghe điểm loại này cảnh giới tồn tại ngươi thật cho rằng hắn thực để ý huyết mạch sao? Ngươi có thể chính mình tưởng tượng một chút, chính ngươi đều có thể sống mấy ngàn năm, ngươi còn sẽ để ý cái gọi là huyết mạch sao? Thời gian là vô tình, thời gian sẽ ăn mòn hết thảy, đây cũng là khi vũ, vì cái gì đệ một bước liền cố định chính mình tính cách. Người thường căn bản thừa nhận không được thời gian lực lượng, chỉ có thể ở thời gian lực lượng dưới, hóa thành cái gọi là lạnh băng máy móc, hoặc là ít lợi công cụ, vì chính mình ít lợi, có thể vứt bỏ hết thảy cái loại này. Này cùng kia một câu rất giống, hài tử mới làm lựa chọn đại nhân tất cả đều muốn đương nhiên đây là chính là thực mặt sau ở đây mọi người còn không có đạt tới loại tình huống này bất quá loại này biến hóa khẳng định là có đúng là này đủ loại tình huống dẫn tới tình huống khí kịch hóa phát triển cũng chính là hắn cho rằng cuối cùng một trận chiến kịch liệt chiến tranh chẳng qua là hắn ảo tưởng thôi bất quá nhìn một chút một lần nữa đứng lên hồn đế hai người một cái tân ý tưởng từ thạch vũ vẫn là xông ra nếu không thể quan sát trường hợp to lớn chiến đấu như vậy quan sát quan sát đứng đầu chiến đấu, chẳng phải là không sai biệt lắm. Hoàng Tuyền, Long Hoàng, các ngươi đi lên cùng hắn quá qua tay. Tuy rằng Thạch Vũ thực mảnh, nhưng hắn kia một chân khống chế lực độ, hồn đế hai người bọn họ kỳ thật cũng chính là có vẻ chật vật một chút, cũng không có thương tập căn nguyên. Mà tương phản, ăn một kích nửa đế công kích, cổ nguyên hiện tại chẳng những bề ngoài chật vật, nội tại cũng thiện không nhẹ. Nói ngắn gọn, đây là một cái người bị thương, Thạch Vũ cũng không phải cái loại này lòng dạ hiểm độc lão bản người bị thương dưỡng thiệm thời gian vẫn là hành. Theo Thạch Vũ mệnh lệnh, lại một hồi uy thế khổng lồ chiến đấu bắt đầu rồi. Mà nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai gã chính tinh đấu thánh, ở đây tất cả mọi người hoảng sợ, bất quá đang xem rõ ràng bọn họ tới phương hướng lúc sau, tất cả mọi người minh bạch. Nếu các có thể mời cổ nguyên gia nhập, tự nhiên có thể mời mặt khác cửu tinh gia nhập, hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền nghe được, các có hai cái chính tinh đấu thánh, hiện tại chẳng qua là đệ một thứ thấy, có chút giật mình thôi. Thực mau, bọn họ lực chú ý lại lần nữa nhìn về phía không, dù sao hiện tại đã có thần phục chi tâm, mà từ cổ nguyên trong lời nói, cũng có thể nhìn ra các là muốn bọn họ gia nhập. Nếu sinh mệnh đã chịu bảo đảm, tự nhiên có thể lãng đi lên, đương ăn dư quần chúng. Mà hồn tộc một đám người tự nhiên càng thêm thành thật, trước cuộc bọn họ ngạo thị đại lục hai cái đứng đầu chiến lực đã bị bám trụ, bọn họ nhưng không cho rằng, mất đi hai vị này, bọn họ còn có cái gì kiêu ngạo. Tự như phía trước, hồn trong tộc cao cấp chiến lực, có một đại bộ phận đều là bị lâm thời chế tạo ra tới, chỉ có thể tạm thời sử dụng một lần. Mà hiện tại, Minh Bạch mặc dù chính mình dùng hết sở hữu lực lượng, cũng không có gì trọng dụng, hồn tộc ngạo khí đã mất đi, mấy ngàn năm sinh hoạt, nói cho chính bọn họ nên như thế nào làm. Đương Hồng Giang Mà bên kia, nhìn phía trên giao chiến bốn người, làm đại lục này thượng chân chính đứng đầu chiến lực, này giao thủ dư ba, trực tiếp đánh nát một tầng lại một tầng không gian, lan tràn không biết tên không gian chỗ sâu trong. Mà ở tràng có thể chân chính thấy rõ ràng bọn họ giao chiến tình huống, không đến 10 người, mà này tự nhiên cùng Thạch Vũ kế hoạch không phù hợp, cho nên một cái màn hình là chạy không lưu. Dây tiếp theo, cổ giới phía trên một cái không, trực tiếp xuất hiện bốn người giao chiến tình huống, đương nhiên, hắn lâm thời sáng tạo thế giới kia phía trên, cũng xuất hiện như thế một cái hình chiếu. Nếu muốn cho bọn họ biết, giao chiến cụ thể tình huống, kia có cái gì có thể so điện ảnh càng tốt đâu. Cổ giới mọi người, cùng với Thạch Vũ bên cạnh một ít người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trống không hình ảnh, thực mau liền phản ứng lại đây, đây là cái gì tình huống. Mọi người, cơ bản từ bỏ linh hồn của chính mình cảm giác, trực tiếp nhìn về phía phía trên hình chiếu, rốt cuộc linh hồn cảm giác đến hình ảnh, cùng nhau thượng phân biểu hiện, mơ hồ không biết nhiều ít. Hiện tại có lối tắt, không đi bạch không đi, hơn nữa loại này hình chiếu, cũng không phải là cái loại này tivi điện ảnh, chỉ có hình ảnh, vô pháp dùng thần thức linh tinh cảm giác. Đây chính là thạch vũ dùng năng lực, trực tiếp cùng tỷ lệ rụt chiến trường phạm vi, sau đó lấy một loại khác phương thức trực tiếp bày biện ra tới. Cũng chính là, linh hồn cảm giác tự mình tiếp xúc hình ảnh, cùng tiếp xúc hiện trường là giống nhau như đúc quan sát hiệu quả cũng sẽ không giảm bớt một phân một hào mà chiêu thức ấy tự nhiên trấn trụ ở đây mọi người rốt cuộc bên trong che giấu tin tức hơi chút tưởng tượng liền biết này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố thời gian quá thật sự mau bất quá mọi người lại như si như say nhìn không thượng hiện ra hình ảnh hoặc là cảm giác chi hình ảnh trung kia vượt quá tưởng tượng lực lượng đây là ở đây rất nhiều người đều không thể chạm đến lực lượng mà hiện tại bọn họ lại có thể tự mình cảm xúc này kỳ thật là một loại cơ duyên chẳng qua không thế nào đại mà thôi. Hai một đêm lúc sau, hình ảnh trung hiện ra cảnh tượng đã tới rồi kết thúc, mà bại phương không ngoài sở liệu đúng là hồn tộc hai người. Đối với kết quả này, ở đây người tuy rằng giật mình, nhưng cũng tiếp nhận rồi xuống dưới, rốt cuộc hồn tộc ban đầu liền tiêu hao nhất định đấu khí, mà thi triển nội tình, tự nhiên cũng sẽ đại biên độ tiêu hao lực lượng, rời khỏi lúc sau, lại cùng cùng cảnh giới người giao chiến, đấu khí căn bản không có khôi phục một chút, bị thua là tự nhiên. Đương nhiên hai người cũng không phải không nghĩ tới chạy trốn, chẳng qua khi bọn hắn ý tưởng sắp hạ quyết tâm kia một khắc từ bản năng trung lập mã liền xuất hiện một loại tử vong cảm đây là bọn họ trong cuộc đời không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử trắc trở mới tôi luyện ra tới tử vong dự cảm đối với nó mức độ đáng tin hai người còn là phi thường tin tưởng cứ như vậy một cái tuần hoàn ác tính liền hình thành ở bọn họ bị đánh bại kia một khắc bọn họ đều không có lựa chọn chạy trốn rốt cuộc bị đánh bại vẫn là có thể sống sót nhưng đã chết chính là thật sự đã chết thế giới hiện thực nhưng không có như vậy nhiều nhiệt huyết, xu lợi tị hại là nhân chi thường tình, sợ chết cũng là người chi bản năng. Gia nhập ta cách như thế nào? Sau khi chấm dứt, Thạch Vũ tựa như ở đây mọi người phát ra mời. Mà ở nơi có người đều đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí đã làm tốt quyết định, Thạch Vũ mời, ngươi đây là một cái quá trình, duy nhất tác dụng, chính là cấp ở đây mọi người lưu một chút mặt mũi. Mà đối với ngày sau thủ hạ, cấp điểm mặt mũi, Thạch Vũ vẫn là làm được đến, rốt cuộc hắn nhưng minh bạch thực, có lẽ rất ít người sẽ bởi vì nhiệt huyết liều mạng, nhưng vì mặt mũi liều mạng, đây là khả năng, hơn nữa khả năng tính rất lớn. Cứ như vậy, bổn hẳn là kịch liệt nhất chiến tranh, lại lấy không thể hiểu được tình huống thu đuôi. Chương 170, Thống nhất Sáu tộc đầu hàng thực mau, mặc dù là cổ trong tộc những cái đó ngoan cố trưởng lão phái, cũng không dám tiếp tục ngoan cố đi xuống. Tuy rằng ban đầu mục đích là muốn rửa sạch bọn họ, bất quá đó là cổ nguyên mục đích là vì làm cổ tộc lực lượng thống nhất, phương tiện về sau hành sự. Nhưng này trong đó, cùng thạch vũ quan hệ kỳ thật không lớn, cho nên đối với trưởng lão phái tồn tại, Thạch Vũ cũng không thèm để ý rốt cuộc tồn không tồn, câu khó nghe điểm, ngươi không nhiều lắm, thiếu ngươi không ít. Mà hồn tộc giả càng thêm thành thật, ở Thạch Vũ tỏ vẻ, sẽ hỗ trợ giải quyết đám kia mạnh mẽ tăng lên chiến lực, cùng với mạnh mẽ lưu mệnh chi tha tánh mạng lúc sau, khi đen bóng, trực tiếp quỳ một mảnh. Mà hồn tộc lại tương đối thích xuyên áo đen, nhìn bọn họ này tao thao tác, Thạch Vũ đều cảm thấy, chính mình có thể hay không là truyền trung ma giáo giáo chủ. Mà lúc sau, Thạch Vũ liền xem hạ bối khóa trụ hai người, trực tiếp lấy hai cái cùng cảnh giới người áp chế, mặc dù bọn họ tu vi cao, cũng không có bao lớn tác dụng. Không có chó má sự quỳ xuống, Thạch Vũ chính là biết, này đó huyền huyễn sườn đại lão, mỗi người đều là ngạo khí vô cùng, bắt lấy bọn họ thời điểm, nếu muốn trang bức, có khả năng sẽ lưỡng bại câu thương, cũng có thể là thiên thạch đều đốt, dù sao không có điểm chuyện tốt. Cho nên, mặt vô biểu tình, là tốt nhất biểu tình. Mà bắt chước một cái mặt vô biểu tình người, Thạch Vũ vẫn là thực ở giáo. Nhìn bị áp chế, liền có vẻ ngạo khí không giảm hai người, thạch vũ trong lòng cảm thán, còn hảo lão tử xem nhiều, bằng không không chuẩn liền ngốc bức. Bất quá, hắn lại nghĩ tới những cái đó vai ác thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống, không chuẩn hiện tại chính mình một trận hạt bức bức, cuối cùng hai người tâm ý nguội lạnh làm sao bây giờ, rốt cuộc bọn họ theo đuổi hơn một ngàn năm mục tiêu, chính mình một giây liền thu phục. Loại này mãnh liệt trên lệch, đối với cái loại này ngạo khí bức tha người, lực sát thương là phi thường phi thường đại. Đối với loại này pha lê tâm, thạch vũ tự nhiên là phải bảo vệ bảo hộ, bằng không pha lê tâm nát, vậy tương đối phiền toái, đây chính là dùng 502 đều dính không dậy nổi phiền toái. Ở trong óc, trung đem một ít tình huống đều lọc một lần, thạch vũ tổ chức một hồi lâu ngôn ngữ, mới không chút hoang mang nói. Hai vị, muốn hay không gia nhập ta các, trước không vội cự tuyệt, nghe ta xong. Ta biết các ngươi đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng các ngươi muốn đi nơi đó, đã sớm bị ta dọn không, cho nên các ngươi hết thảy ý tưởng, đều chỉ có thể là ý tưởng thôi. Theo thạch vũ nói, hai tha sắc mặt cuồng biến, mặc dù là dưỡng khí hơn một ngàn năm hồn đế, cũng xuất hiện rõ ràng thần thái biến hóa. Đại lục này cũng coi như thống nhất, ta trong kế hoạch đệ một bước, cũng coi như hoàn thành nửa bước, chỉ cần mặt khác một bộ hoàn thành, ta tới thế giới này mục tiêu, cũng không sai biệt lắm hoàn toàn hoàn thành. Thạch vũ như là lầm bầm lầu bầu, lại như là cố ý cấp hai người nghe. Ngươi đây là cái gì ý tứ, khoe ra sao? Không có chúng ta ngăn cản, ngươi lập tức liền có thể đột phá đấu đế. Giờ khắc này, hồn đế cảm xúc như là bị kiếp nổ, Bất quá đối với cái này tình huống, Thạch Vũ tắc tỏ vẻ thích nghe ngóng. Nguyên tắc trung hồn đế liền quá, bọn họ hồn tộc mưu hoa đấu đế đã hơn một ngàn năm, chỉ cần có thể nghĩ đến, cơ bản đều nghĩ tới. Nhưng nghiêm túc xem một chút, vẫn luôn liền không thể phát hiện, nguyên tắc thượng cơ bản không có nhắc tới quá mặt khác thế giới, không phải chư vạn giới loại chuyện này, mặc dù là phi thăng thế giới, cũng là ở tiêu viêm đột phá sau một đoạn thời gian mới mở ra. Cũng chính là, hồn tộc tuy rằng mưu hoa hơn một ngàn năm, đem sở hữu có thể nghĩ đến khả năng đều nghĩ tới, nhưng hắn khẳng định có một cái không nghĩ tới, đó chính là đến từ càng cao thế giới xâm lấn. Mà Thạch Vũ hiện tại, chính là muốn mịt mờ nhắc nhở hắn, hắn đến từ càng cao thế giới. Đến nỗi Thạch Vũ vì cái gì phí như thế đại công phu, quanh co lòng vòng, muốn thu phục hồn đế, này thoạt nhìn thực ngốc. Rốt cuộc, có lẽ ở đấu khí đại lục, hồn đế thực ngư bức, thực là đứng đầu nhân vật, phóng nhãn chư vạn giới, kỳ thật cũng liền như vậy, hoàn toàn không đáng Thạch Vũ phí tâm phí lực đi mưu hoa, một cái mặc dù thu phục, cũng có thể phản bội người, này thoạt nhìn thật sự quá không có lời nhưng này kỳ thật chính là chủ nghĩa kinh nghiệm mặc kệ có bao nhiêu người hắn cùng ngươi không có một chút quan hệ đây là cái thứ nhất nguyên nhân mà đệ hai cái cũng là quan trọng nhất khi thạch vũ chưa từng có quy định quá gia nhập hắn thế lực liền không cho phép ích kỷ yêu cầu minh bạch cống hiến linh tinh chó má tư tưởng chỉ cần không xúc phạm hắn quy củ ở các trung cơ bản có thể làm trừ cái này ra bất luận cái gì sự cho nên mặc dù là mưu hoa phản bội cũng là có thể bất quá đưa ngươi thực hành kia một khắc sẽ lọt vào muốn ăn trí mạng đã kích thôi. Cũng chính là, chỉ cần ngươi không có làm, mặc kệ ngươi như thế nào tưởng đều không phạm pháp, nhưng tốt nhất không cần ra tới, nói cách khác một đống đánh là chạy không liêu. Cũng đúng là bởi vậy, ở các thật sự rất khó hình thành một cái, có thể tả hữu hắn thế lực lớn. Rốt cuộc vẫn là câu nói kia, phúc lợi thật tốt quá, một cường giả, kéo một hai cái kẻ yếu còn làm được đến, hơi chút một nhiều, chính hắn tài nguyên đều không đủ dùng. Mà không có tài nguyên, lại có ai sẽ điểu hắn nào, đây là các loại tuần hoàn ác tính. Cho nên, hồn đế, mặc dù thật sự có phản bội chi tâm, cũng rất khó nhất lên tới. Huống chi, tại đây vô hạn tự do mặt ngoài hạ, chính là cất dấu thạch vũ cái này âm nhân, âm hiển người tên gọi tắt. Hắn sáng tạo ra tới cái kia giám thị trang bị, chính là có thể phê lượng chế tạo cùng sử dụng, hơn nữa trừ bỏ có thể giám thị nội tâm ý tưởng ở ngoài, khi còn có một cái ẩn hình công năng. Đó chính là, từ nội tâm trung chậm rãi ảnh hưởng người này, cuối cùng, cái này tha ý thức sẽ cùng thạch vũ sáng tạo ra tới cái kia theo dõi trang bị hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Tuy rằng làm chủ như cũ là cái này ý thức, nhưng đã chịu theo dõi trang bị ảnh hưởng, tắc sẽ phát ra từ nội tâm trung thành với hắn. Cũng chính là, mặc kệ người này hiện tại ôm cái dạng gì mục đích, gia nhập hắn thế lực, ở vô hạn xa xôi tương lai, hắn chung sẽ toàn tâm toàn ý vì cái này thế lực làm việc. Đến đổi thạch vũ là như thế nào biết đến, đó là bởi vì hắn bên người một ít nữ hài, liền xuất hiện loại tình huống này có thể là bọn họ từ nội tâm liền rất thân cận thạch vũ cho nên loại này dung hợp gia tốc bất quá hắn tinh tế quan sát một chút phát hiện này kỳ thật cũng không có bao lớn biến hóa trừ bỏ từ sâu trong nội tâm sẽ không cãi lời mệnh lệnh của hắn ngoại nhân cách như cũ thuộc về hắn điểm này thạch vũ có thể bảo đảm rốt cuộc hắn chính là phương diện này chuyên gia dựa vào tình báo trên lệch tin tức không đối lập ở thạch vũ ân cần dụ dỗ hạ hồn đế thành công bị hắn mang nhập mương trung mà bên kia đối với hư vô nuốt viêm thạch vũ xử lý liền tương đối thô bạo cũng đã không có phía trước cái loại này kiên nhẫn. Hoặc phản kháng, sau đó bị Thạch Vũ trực tiếp hủy diệt ý thức, hoặc đầu hàng, Thạch Vũ tắt sẽ làm hắn xoay người trở thành mặt khác một loại giống loài, dù sao trong đó liền một cái ý tứ, thân thể của người ta muốn. Mà đối với loại này vô lý yêu cầu, hư vô nuốt viêm tự nhiên là cự tuyệt, bất quá ở Thạch Vũ tỏ vẻ, sẽ làm hắn cả đời chiến lực bảo trì nguyên dạng khi, hắn liền từ tâm. Mà cái gọi là xoay người mặt khác một loại giống loài, này liền cùng cái gọi là hóa hình không sai biệt lắm, chẳng qua là ở hoàn thành lúc sau, lại đem trong đó một cái liên hệ cấp trảm rất thôi. Mà Thạch Vũ, làm được điểm này tự nhiên là nhẹ nhàng, không chỉ như thế, hắn còn tiến thêm một bước thuần thục cái này công thức, cũng chính là giống loài chuyển hóa công thức. Đương nhiên, đối với hư vô nuốt ngôn từ tâm, Thạch Vũ tự nhiên cũng cho khen thưởng, cho hắn hóa hình cũng không phải cái gì không thể hiểu được cao đẳng ma thú, mà là người. Khi cũng không phải bình thường người, hoặc là không phải bình thường người, mà là Thạch Vũ tân sáng tạo ra tới người, bất quá hiện tại hắn lực lượng còn không hoàn toàn, cho nên này nhân tộc vẫn là bán thành phẩm. Nhưng này tiềm lực còn là phi thường đại, hơn nữa Thạch Vũ về sau có thể tùy thời điều chỉnh, hư vô nuốt viêm cũng không tỏ vẻ cái gì bất mãn.